Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Dạ đây. Sáng nay mình học tiếp cái bài kinh Nagadatta. Đúng rồi. Thì sẵn ở đây mình nhắc một chút xíu chuyện cho nhớ hả? Rồi các vị xem trong kinh Bổn Sinh á, Bổn Sinh kinh nhé. Kinh Bổn Sinh. Trong kinh này có ai từng đọc qua kinh này chưa ta? Kinh Bổn Sinh có người biết kinh Bổn Sinh mà có không? Rồi. Thì đọc trong kinh Bổn Sinh á thì mình thường thấy nhắc đến một cái nhân vật tên là Brahmadatta. Nhé. Trong lịch sử Phật giáo có một nhân vật rất là nổi tiếng là ông Devadatta. Rồi sáng nay mình học có một cái tên đó là Nagadatta. Thấy được không? Nè. Thì chữ đắc tá đây nghĩa là được cho. Được cho thì đi với đắc tá là trời cho. Ừ. Khi mà sinh con đặt mà đi với đắc tá là biết bé trời cho. Đi với. Đi với đắc tá là trời cho. Mà nó cũng có nghĩa là thiên phú. Đấy, cái chữ nó cũng nghĩa là thiên phú. Chữ đắc tá. Rồi cái chữ Brahmadatta đó nó có nghĩa là phạm tứ, tức nghĩa là được phạm thiên ban cho. Brahmadatta là phạm tứ do phạm thiên ban cho. Rồi còn cái Nagadatta này là do long dương cho, do long dương ban tặng. Rồi tại sao tôi có đặt tiếng này là tại vì thấy đây là những cái tên nổi tiếng như Brahmadatta mà dân cái người nào mà đọc kinh Bổn Sinh là gặp rất là thường. Ở vua Brahmadatta trị vì tại Ba La này lúc bây giờ Bồ Tát sẽ làm cái gì đó. Brahmadatta mới là do phạm thiên băng cho phạm tứ. Còn cái Devadatta là thiên phú gọi là trời cho, còn Nagadatta là long tứ. Nagadatta là long tứ, Devadatta là long tứ là một cái nhân vật trong vua bài của Thượng Hải. Để mấy cái ai biết vua bài Thượng Hải Long Tứ không ta? Cũng ai biết không? Nay cái đó là Long Tứ nhé. Giống như là ngài Ratthapala là Bảo Quốc nhé. Ratthapala là Bảo Quốc. Pala là sự hộ trì, Ratthapala là quốc gia hả? Ratthapala là Bảo Quốc. Ratthapala là Bảo Quốc. Cũng giống như là cái ông mà ông gì ông gì quên rồi. Cái ông gì mà sếp của cái máy này. Cái ông gì mà sếp của Facebook á. Ông Zuckerberg. Đọc thì tiếng Đức cái tên này, cái chữ Zuckerberg là đúng rồi, nó là tiếng Đức gọi là đường nhé. Bẹt là núi, Zuckerberg. Đọc thì tiếng Đức là Zuckerberg. Tiếng là dịch theo tiếng Tàu là Đường Sơn Đại Huynh. Tôi nhớ tôi có viết một cái bài mà nhắc tới cái tên này, tại tôi thích cái tên này, Zuckerberg là Đường Sơn Đại Huynh. Zuckerberg là vua của ông sếp của Facebook là Đường Sơn. Zuckerberg là đường, Zuckerberg. Nếu mà dịch theo tiếng Mỹ là Sugar Mountain. Sugar Mountain là Đường Sơn. Zuckerberg Đường Sơn Đại Huynh. Không biết trong đây mình có ai biết nhân vật Đường Sơn Đại Huynh không á? Đường Sơn Đại Huynh chắc không biết đâu quý vị. Chắc trẻ quá không biết rồi. Tôi có tuổi với đời thế hệ trước xưa thì may ra. Thế hệ tôi thì may ra chứ quý vị giờ trẻ quá chứ. Ok. Nói là lạc đề nhưng mà thật ra là nhắc cho các vị biết một số tên cũng độc đáo ha. Vì là ngày mai mốt mình nghe nó thiên bẩm hay là thiên phú, mình không biết tiếng Bali kêu cái gì, thì đó là đi và đặt ta. Rồi còn Brahmadatta là do là phạm tứ, tức là do phạm thiên mà ban cho. Rồi Nagadatta là long tứ, là vua bài ở Thượng Hải đó. Rồi cuối cùng là bây giờ chúng ta học bài kinh này. Ngài đó, ngài Nagadatta đó có một lúc thôi chứ sau này ngài đắc A-la-hán nhé. Có một lúc
Có một lúc ngài do có những cái một phần là do cái những cái nhu cầu của đời sống thì cộng thêm nữa là do cái quen biết với Phật tử cho nên cái điều kia thì đi đứng giờ giấc hơi có cái phần thoải mái cũng có lưu ý. Bởi vì theo luật á, lúc này tôi nghĩ lúc này chắc Đức Phật chưa có cấm, chứ theo luật á, thì tỳ kheo không có đi sớm về muộn, không có đi sớm về muộn theo luật á, không có được. Bởi vì luật kỹ ở chỗ là luật không có, trong luật đó là kỹ đến mức mà không có cho vị tỳ kheo mà nói chuyện tay đôi, nên là một với một đó, tay đôi là một với một đó, nói chuyện một với một cùng một phụ nữ quá sáu chữ. Và sáu chữ tiếng Bali gọi là chahi, chahi quá và chahi, thì có vị là dịch là sáu tiếng. Sáu tiếng nghĩa là six hour, six hour. Thì đúng ra đó là hiểu như là cũng hơi mệt ha. Đúng ra là sáu tiếng nên là sáu câu á, sáu câu, sáu cái sentence. Chỉ còn 6 tiếng thì quá đã rồi nha, nó quá đã rồi. Thôi đó là gần như là cái này là chá hí qua chá hí, là chỉ nói quá 6 câu mà có những gì tôi không nhớ là ngày hộ tông hay ngày bún chơi thì tôi không nhớ, mà cái vị dịch là 6 tiếng, không nói quá 6 tiếng. Thì mấy cái vị mà tân thọ tí theo đó là khoái lắm, là tại vì 6 tiếng là nói chuyện là trái máy luôn. Nếu mà nói phone thời nay nó nói hết pin luôn, nói hết pin luôn. Chứ thật ra là chỉ có 6 câu thôi, 6 câu. Bây giờ như câu thứ nhất là hỏi khỏe không? Dù câu ngắn cũng là câu. Câu thứ hai là lúc này thì ốm dữ lắm nha. Câu thứ ba là có đi thẩm mỹ không? Câu thứ tư là đã ép đi. Cứ như vậy đó là một câu. Thì ngày lui tới như vậy thì cái vị trời này, cái vị thì cái vị thiên nhân này nè, thường là thọ thành, thường là thọ thành ở chung quanh mình á, người ta thấy như vậy đó. Cho nên là họ có cái lòng thương tưởng, e ngại giùm, cho nên vì nó nhắc nhở là khi mà liên hệ với cư sĩ quá nhiều thì các vị biết trong đây có ai biết kinh bài kinh từ bi không ta? Bài kinh Metta Sutta đó có không? Ai biết bài kinh đây? Metta Sutta. Chứ không biết kẻ người non dạ là ok. Cái bài kinh đó nó có cái câu thế này nè, đọc tiếng Việt thì chắc không biết, nó khổ vậy đó. Chứ người Thái Miên, Lào, Thái Miến thì người ta biết cái này, người ta không có lạ. Ở trong đó nó có cái câu gọi là Cú Li Xú A Na Nú Gít Thô. Đó, Cú Li Xú A Na Nú Gít Thô có nghĩa là lòng không vướng bận với những quan hệ cư sĩ. Cú lá có nghĩa là gì? Là những gia đình cư sĩ đó. Cú lá là những cư sĩ mà ăn núi ít thác, nghĩa là gì? dính mắt trong cư sĩ. Cú lá là gia đình cư sĩ nhé. Cú lá, cú lê xuống là các gia đình cư sĩ. Còn Anugittha là dính mắt, mà Anugittha là không dính mắt với những quan hệ cư sĩ. Thì ở trong cái giải giải thích là lấy cái niềm vui của người ta làm niềm vui của mình, lấy cái chuyện buồn lo của người ta nó làm chuyện buồn lo của mình. Thì quý vị mới nghe qua thì quý vị thấy hay quá, bổn sư như vậy đó quá hay. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng đi, bây giờ ở nhà các vị con nói nó mới nghe, rồi vợ các vị, rồi chồng các vị, có những cái cư xử gì đó mà không vừa lòng các vị hả? Rồi các vị vào các vị nói với tôi mà cứ tôi lo lắng y như là người thân của tôi vậy đó. Rồi cái đêm hôm mà tôi không có hành thiền, không có nghiên cứu kinh sách, không có viết lách, không có học hỏi gì thêm, mà tôi cứ ban đêm tôi gọi phone tới ngày, cái tính thoảng bóc phone kêu sao ông Tèo nay đi học chưa, ông Tèo ngủ dậy chưa, ông xã đi làm chưa, bà xã về chưa, mà cứ chuyện người ta mà tôi cứ suốt mùa thu như vậy, các vị nghĩ ra làm sao? Nó không có giống cô giáp nào hết nha, nó không có giống cô giáp nào hết. Người ta cần lắm đó là người ta tới là hỏi mình cái gì thắc mắc về đạo một chút thôi,
chứ còn mình không thể nào gọi là cú lê xuống anh ăn nữa, cú lê xuống anh nuôi hết tha được, tức là cùng vui buồn cùng vui với họ mà trong những chuyện mà tào lao thiên tướng nha, cái đó làm được. Mà tôi biết có những người Phật tử họ lại khoái là tâm thế mình, nhưng mà làm ơn nhớ rằng quan tâm là quan tâm về đời sống tinh thần tâm linh thì ok, nhưng mà lâu lâu mình lâu lâu thỉnh thoảng thôi, chứ không thể nào mà gắn bó với nhau một cách thường trực quốc hội kiểu đó là không được nha, không có thường trực được. Bởi vì chuyện của mỗi người đã lo là lo không hết, thì mình phải dòm tới người khác thì thời giờ đâu cho mình nữa, không phải là ích kỷ mà nó là sự thật. Một người mà đang nằm ở dưới đầm lầy thì làm sao cứu người khác, một người đang ở dưới nước thì làm sao mà đem người khác lên khỏi bờ được nha. Rồi là coi như là một người mà không có khả năng tự an lạc với riêng mình thì làm sao có thể giúp người khác an lạc được. Cho nên là đừng có tưởng mà như vậy là hay nha, mà bản thân mình là đang ở dưới sình thì làm sao lo người khác ra khỏi sình được. Cho nên ở đây cái vị thiên nhân mới nhắc rất là cái đất quá tốt. Rồi xong bài kinh chỉ vậy thôi. Có lúc tôi lạc đề rất là nhiều, nhưng mà có lúc tôi quay lại cái rẹt xong bài kinh nha, cho nó gọn. Bài thứ hai đó là bài kinh Gia Phụ. Gia Phụ tiếng Pali là Cú Lát. Bây giờ đọc thêm chữ Cú Lát đó lại nữa. Cú Lát Kharani. Cú Lát Kharani. Kharani có nghĩa là gia trưởng. Gia trưởng. Cái gia trưởng ở đây đó, nó không, mình đừng có hiểu theo cái nghĩa là độc đoán, độc tài, độc quyền nha. Ở Việt Nam mình có cái chữ gia trưởng đó, trời ơi khổ lắm, lấy chồng lấy nhầm cái thằng chồng cũng tính gia trưởng quá đó. Thì chữ gia trưởng nó cái nghĩa nó hơi tiêu cực, còn cái gia trưởng thì nghĩa nó rất là trung tính vậy hết. Vậy cái chữ gì thì ngày giữa từ bản Hán này dịch Gia Phụ, nhưng mà ở đây nó người ta hiểu theo tiếng Hán Việt của người Việt mình xài đó, thì chỉ có là cái anh nghĩa là gia trưởng, là cái người mà đứng đầu gia đình ấy nha, gia trưởng. Ok, thì ở đây đó, cái vị này đó là một vị a la hán. Cái nhân vật mà mình thấy trong bài kinh này mà để cái chữ tỳ kheo, tỳ kheo đó, thấy cái chữ tỳ kheo, tỳ kheo đó, lúc bây giờ tỳ kheo ấy sống thân mật quá đáng đối với một gia đình, các bạn thấy không? Đó, thì cái chữ tỳ kheo này nè là một vị a la hán trong bài kinh này. Và một chuyện mà tôi phải nhắc lại 300 lần đó là đừng có tưởng là cái loài khuất mặt họ có thần thông là chuyện gì họ cũng biết. Họ y chang như mình vậy đó. Có nghĩa là sao? Cái con mắt của họ, cái cặp mắt của họ đó, họ có thể thấy được những cái mà mình không thấy. Cái tai của họ có thể nghe được những cái chuyện mà mình không có nghe, những cái tần số, những cái làn sóng mà mình không có nghe được. Đúng. Rồi họ có thể di chuyển bất cứ nơi nào họ muốn, chứ không phải như mình mà phải đi tàu, đi xe, đi bộ, đi thuyền. Họ không có, họ đi di chuyển như ý. Rồi thì vật dụng họ sử dụng, đồ đời sống vật chất của họ là tự cung tự cấp với một tốc độ nhanh nhất muốn là có. Đó, họ dùng sướng vậy đó. Vậy cho nên tất cả những cái phương tiện khoa học, tiện nghi, vật chất mà hôm nay chúng ta có đó, mình tưởng nó là gây góp, thật ra nó chỉ cần mình có tu tập thì mình trở thành cái loài tư nhân đó. Là mình nhìn cái nền văn minh của con người, nó chẳng ra cái gì hết, nó không ra cái gì hết, nó chỉ là trò hề, nó là trò chơi của trẻ con thôi. Đấy. Tuy nhiên sướng gì thì sướng, nhưng mà không phải là cái gì họ cũng biết. Tôi nói giống như là người mình ở chỗ nào, mình nhắn là mình giống như bây giờ các vị người có cái ống dòm, hôm nay biết cái ống dòm không? Thì tôi không có ống dòm, cho nên tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ, tôi không biết đó là cái gì. Còn các vị nhìn, các vị biết à, đó là một cái ông Tây, một cái bà đầm, đó là một con bò, đó là một con vịt, con gà gì đó, thì các vị ghi khác được có nhiêu đó thôi. Chứ còn mà biết hơn nữa thì không biết. Nhưng mà biết ông Tây đó người nước nào, ông nói thứ tiếng gì mình không biết. Rồi mình nhìn con gà thì mình chỉ biết đó là con gà, chứ còn mình biết thêm cái gì nữa bây giờ. Thì tôi có cả, tại tôi không có ông dòm, cho nên tôi biết cái đốm đen di động đó là cái gì. Còn quý vị biết rõ đó là con gà, thì cái biết của quý vị nó y chang như cái biết của tôi về con gà vậy thôi nha. Phải nhớ như vậy. Cho nên cái vị thiên nhân ở trong cái vị thọ thần ở đây nè, nhìn vị a la hán mà cái khả năng ông không biết gì hết. Dĩ nhiên không phải ai cũng giống ai, nhớ rõ nha, không phải vị thọ thần nào cũng giống nhau.
Cái này phải ghi thêm rồi nha. Không phải vị thọ thành nào cũng giống nhau về các gì, cá năng và điều kiện sống nha. Thì có nhiều cái video có ít rất nhiều nữa. Và tại sao tôi cố ý mình nhấn mạnh cái này là bởi vì mình, tôi biết có nhiều người đó là hiểu lầm tưởng là chắc là một là mấy gia là chắc giống nhau, không phải. Cái sự khác nhau xa lắm, phước mà, do cái phước thì phải nhớ cái chuyện là không phải vị nào cũng có năng giống nhau về thần thông, về thiên nhãn, thiên nhĩ, không phải lúc nào giống nhau, và cái điều kiện sống là phải phước ít rất nhiều nữa nha. Ok, thì mà trong khi cái vị này nhìn cái này, nhìn vị A-la-hán không biết, chỉ thấy vị đó lui tới thân mật với một gia đình cư sĩ, cho nên người đó mới nói câu hơi nặng, vị đó mới nhắc nhở mà nhắc bằng cái câu hơi nặng là ngài cứ lui tới những cái chỗ mà quán xá tiệm tùng đông đúc như vậy đó, thì người giữa ngài với tôi có khác nhau cái gì? À, thì cái vị A-la-hán mới giải thích. Nhưng mà khoan đó, tại sao có cái chuyện này? Thì trong đây mới ghi cái này nè, trong đây mới ghi thế này, trong chú giải mới ghi thế này nè, là số, tức là vị tỳ kheo đó hả, kia đó là tương truyền cái vị tỳ kheo đó, sắc thú xâm thì kê trăm mắt tha năng cái hê toa, tức là sau khi đến học thiền, học thiền và xin đề mục với Đức Phật rồi nhé, thì quán đã xâm đăng ra sĩ toa, phải biết sĩ toa đi vào trong chúng mình vào rừng mà sống, rồi thì ra mang binh đà cho ba và sự sao đó mới đi khất thực. Ba xa đi kê hí ác thiết cầm tà đi hí, một cái quay nghi thế hạnh rất là đàng hoàng, rất là đàng hoàng, rất là đàng hoàng. Thì anh nhà ta đang cố lăng tác sẽ đi ra bà thiên là sự trở về. Có một cái gia đình nó nhìn thấy ngài nó thích quá đi, thấy cái chuyện mình kia cũng vậy như thế. Đúng như thế này, thì trong đây mới ghi thế này nè, là họ thỉnh ngài, sau khi họ thỉnh ngài để mà cúng dường đó, thì trong đây có cái câu này nè, Thero Athiva Setoa, vị trưởng lão đã nhận lời Aha Rangbarakun Chamanu, và họ nhận những cái gì mà họ cúng dường cho mình á, vì lý văn bắt gây các chân tô và nỗ lực tu tập Arahant Bắt Tòa chứng quả là hàng chinh tê xí, rồi ngài mới suy nghĩ bảo bà ca đang im mê ê tăng của lăng anh nhắc tới căn tôi kính cái sàn ấy. Cái gia đình này nó họ có lòng họ hỗ trì mình như vậy đó, tại sao mình phải bỏ đi nơi khác, tại sao mình phải bỏ đi nơi khác? Tại sao tôi cố ý dịch kỹ cái đoạn này cho các vị, là bởi vì nó có bằng chứng như vậy đó. Thế là Phalasama bắt kỹ xuất khăn anu của văn tôi ta thiếu và xin, thế rồi vị đó ở lại nơi này và thường xuyên an trú vào thiện quả và không đi đầu hạt, tức là vì cảm cái tấm lòng của người ta, ngài muốn đem lại cái công đức cho người ta, cho nên ngài quyết định ở lại đó, khỏi có đi bôn ba chỗ khác, và đồng thời cái sự có mặt của ngài đó đem lại cái công đức lớn cho gia đình cư sĩ đó. Và ngài sống ngày bây giờ ngài không còn cái chuyện gì để làm hết, cho nên ngài là thường xuyên là an trú ở trong cái thiền quả. Thì hôm nay mới ghi rõ là xa, tức là ông chữ thiên đó, xa kia đó tương truyền này, cái vị trời đó đó thì đó khi na số phận hà hoàng ác trà nên ti không hề biết rằng đây là vị la hán, cho nên ông mới là nhắc nhở như vậy, ông không hề biết rằng là la hán, cho nên đừng tưởng cái gì thì cái lời khuất mặt của mà họ cũng biết, không phải là họ. Tôi nhắc lại, có những vị giỏi, có những vị dở, có những vị kém cỏi, có những vị xuất sắc, thì rõ ràng đây là vị đó không biết là vị la hán. Chỉ thấy vị này lui tới nhà cư sĩ thì vị đó nhắc nhở như vậy thôi. Đây là những cái chi tiết mà nếu không coi trong kinh thì các vị Phật tử không thể tự biết nha. Cái đó phải nói rõ. Thí dụ như mình nói mình học A Di Đà đúng, A Di Đà có cho mình những cái công thức, những nguyên tắc này nọ đúng. Nhưng có những cái chuyện A Di Đà không có nói. Thí dụ như chuyện này, vì pháp mình giỏi bằng trời nên nữa, nhưng mà nếu mình không có đọc kinh tạng cái chuyện này mình không có biết nha. Chỉ có những chuyện trong kinh tạng, thí dụ như nếu mà chỉ căn cứ theo cái dự pháp thì mình cũng khó mà ngờ được là có cái chuyện một cái vị thọ thành có tha tâm thông
mà lại hoàn toàn mù tịch về cái nhân vật, nhân loại mình đang ngồi trước mặt mình. Vì thế tưởng tượng đó là một vị A-la-hán mà cái ông Thọ Thành hoàn toàn không biết gì hết, không ổng không biết. Cái đó mình phải nhớ cái chỗ đó, không biết. Cho khi mình cứ theo được vi pháp thì mình nghĩ là hãy có tạo thanh thông thì tối thiểu dầu không đủ trình độ để biết đây là A-la-hán, nhưng mà tối thiểu mình cũng biết đây là con người trong sạch chứ. À, mình biết cái người này không có tham, không có sân, không có si chứ. À, nhưng mà không, sẵn mình đọc cái này mình biết, à thì ra cái tha tâm thông nó như thế nào. Thí dụ như người ta chỉ biết tối đa đó là đây là cái vị này đang bực mình vậy thôi. Nhưng mà nếu họ không học Phật Pháp, biết cái vị Thọ Thành mà họ không học Phật Pháp, họ không biết Phật Pháp, thì họ cũng không có ngờ được, tức là họ không có thể biết được cái chuyện là A-la-hán không còn tâm sân. Họ không biết chuyện đó. Phải khẳng định như vậy. Nếu họ không có học đạo, họ không biết chuyện đó. Rồi có những vị biết, rồi có những vị không biết chuyện đó. Họ không có ngờ được, họ không thể tưởng tượng ra được. Họ không biết là cái con người này nè, con người trước mặt mình là không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Họ không biết. Rõ ràng cái bài kinh này nó đã ok. Rồi xong. Vì đây là một sự hiểu lầm thôi nha. Thì Ngài mới trả lời, các vị thấy Ngài trả lời trong cái trả lời thì cũng có gì. Có gì giải thích thêm. Ngài nói Ngài đó, Ngài sống thì giống như con nai trong rừng hồn nhiên vậy thôi. Ngài không bị dính mắc ở trong thế gian. Rồi xong. Rồi cái tiếp theo là bài kinh Quét Chi Bất Tạc. Nó có một cái đáng tiếc thế này. Đáng tiếc cái là Phật tử Việt Nam mình á là khoái đi chùa cúng dường, rồi bái lại, rồi cấn nguyện, rồi cầu vạn sanh, đó là Bắc Tông. Còn Nam Tông thì chỉ vô tích phục vụ cúng dường. Chứ còn theo tôi biết đó, cái số Phật tử Nam Tông Việt Nam đó, mà giờ tới Kinh Tạng đó, không có nhiều. Cho nên tôi cứ suy nghĩ, tôi giảng và tôi cứ ngậm ngùi. Tôi nghĩ biết những cái chi tiết mà tôi có nên nói hay không, bởi vì nói là giống như vịt nghe sấm vậy. Nó ổn, nó thiệt, nó rất là ổn. Ví dụ như cái chữ Quách Chi Bú Tá này nè. Cái chữ Quách Chi Bú Tá này là nó có nhiều chuyện để nói. Là bởi vì đây là một cái tên gọi rất nổi tiếng trong Phật giáo. Và dĩ nhiên để biết ra về trường nói nó không có thâm đâu, dĩ nhiên là đối với người có đọc kinh sách, chỉ đối với cái người mà có đọc kinh sách, chỉ còn cái người mà coi như đi chùa mà chỉ có cầu phước ha, thì tôi nói là nó uổng lắm, nhưng cái cha ha, thì cái chữ Quách Chi đây có nghĩa là bị lưu đày. Quách Chi là bị lưu đày, mà trong một trường hợp đặc biệt nó có nghĩa là bị xua đuổi. Rồi từ đó nó ra nghĩa nữa là bị hất hủi. Nó ngậm ngùi vậy đó. Mà tại sao mà tôi phải dịch chữ này? Bởi vì nó bằng sao cái tên này nó là một cái câu chuyện buồn, câu chuyện rất là buồn, rất là ngậm ngùi. Mà nó khổ chỗ là bây giờ các vị có ai mà trong đây có ai biết cái chữ Quách Chi, có ai mà từng đọc kinh mà nhớ chữ này không? Là không. Nhưng mà tôi ok, bị trách nhiệm mà tôi nói giống như là khảy đai trâu vậy đó. Ok, là ngày xưa có nha, cho nên tôi cắt cái phần khó tin đi, tôi chỉ kể cái phần sau thôi. Là có một đạo sĩ, ông mới lụm được hai đứa bé ông đem về ông nuôi. Nhưng mà khổ một chỗ đó là ổng là đạo sĩ mà, thì ông chỉ nuôi nó chừng mực thôi. Xong rồi nó lớn lên thì ổng cũng phải đem trả nó về cho đời, chứ không lẽ ổng ôm nó cả đời trong rừng hay sao. Mà hai đứa bé này nó rất là khỏe mạnh, nó khỏe mạnh lắm, mà nó chơi với con nít mà cùng trang lứa đó, lúc nào nó cũng chơi trên đầu trên cổ người ta hết á, nó lấn nhát người ta, không mà nó mạnh quá mà nó tánh là tánh rừng rú nữa. Các vị tưởng tượng khỏe mạnh mà lại lớn lên trong một môi trường rất là hồn nhiên như là cây cỏ thú rừng, thì cho nên tụi nó sống giống như là thú rừng vậy đó. Sống như thú rừng có nghĩa là chỉ biết mạnh hiếp yếu thôi. Nó ngang tàn, nó ba gai đó, tức là kiểu ba gai lưu manh đó, lưu manh lắm. Thì từ cái chỗ đó đó cho nên là mấy cái gia đình có con cái mà chơi chung đó, người ta cấm mà không cho con mà chơi chung với tụi nó nữa. Không tới cái mức này, không tới cái mức mà quý vị nó lăn dưa gì đó, đá cá lăn dưa thì không có tới. Nhưng mà đại khái là nó sống trong rừng, nó hồn nhiên, nó quen rồi, mà thêm sức khỏe nó mạnh nữa,
cho nên là nó chơi gì nó hay lấn lướt mấy cái đứa mà trang lứa cùng tuổi nữa, cho nên mọi người mới xa lắm đó. À, xa lắm nghĩa là cho hai anh em mới chơi với nhau thôi. Rồi từ từ lớn lên nó có vợ, à, hai đứa nó có vợ, nó sinh con, mà nó chơi cái gì nó cũng lấn người ta hết á. À, chơi trên đầu cổ người ta, cuối cùng người ta mới nói thôi bây giờ hai anh em mày ở đây cái làng này nó ai cũng lầm sống hết rồi, thôi bây giờ hồi xưa đất rộng mênh mông, người đất rộng người thưa chứ phải như mình bây giờ Việt Nam mình đất vàng hả, đất quận 9 rồi đất quận 2, đất Nhà Bè, đất khu Mỹ Hưng, rồi đất An Khánh, rồi Thủ Đức. Tôi ngồi tôi nghĩ cái đó là Việt Nam mình giờ đó đất đai bây giờ thì thôi rớt rồi không nổi nha. Chứ còn thời xưa mà thì họ nói ok bây giờ cứ cao mà nó ở đi, chứ còn không có cho ở chung tôi chứ trong làng trong xóm mình nữa. Thì từ đó đó hai anh em mới ra ngoài đó cất nhà cất cửa sinh con đẻ cháu, thì cuối cùng nó ra làng ra xã nó đông đi thì người ta mới gọi đó đó gọi là cái đám quất chi, như cái đám nó đám quất chi, tức là cái đám người mà bị xua đuổi. Và nếu mà vị nào có coi động lực thì động lực có tại sao cái chữ này nổi tiếng là bởi vì khi mà Phật giáo đã trải qua 100 năm thì có một nhóm chỉ kêu là nhóm Quách Chi Bích Phát. Nhóm này là chủ trương là ôm lực là chỉ có chết thôi, tu mà ôm tận lực 100% chỉ có chết, chi bằng mình nên nới một chút nha, mình nên nới một chút cho nó dễ thở, đừng vô tu cho nó hơi sướng một chút, chứ còn cứ ôm tận lực 100% nó khó lắm, khó tu. Cho nên mấy vị này mới chế ra một số chuyện, ví dụ như là động lực cấm không cho tỳ kheo ăn kiều, nhưng mà nếu mà trễ chút đỉnh thì không sao. À, mấy vị chế như vậy này, chế là nếu trễ chút đỉnh là không sao, nhưng mà các vị quên một chuyện, chút đỉnh là làm sao. Thí dụ như các vị nó trễ là 12:15 ăn được, mà thế hệ trước mà 12:15 thì thế hệ sau là 12:30, rồi cái thế hệ sau nó là 12:35, rồi thế hệ sau nó là 12:40, rồi cứ vậy là cái 40, rồi cái 45, 50, rồi cái 55, rồi cái 60, rồi cứ vậy là chơi cho tới chiều luôn nha. Cho nên nó kẹt cái chỗ đó. Cho nên thứ nhất là cái vị chủ trương là lấn được nhiều lấn. Rồi cái thứ hai nữa, cái vị nó bây giờ đó mình cứ ôm bát hoài như vậy đó, là lỡ bữa nào mà bà con một tử mà có vấn đề ai nuôi mình, tại sao mình không thủ của ít phòng thân nè, quý vị có nghe nói không? Tức là thay vì bây giờ mỗi ngày tôi ôm bát tới nhà quý vị cúng dường để bát tùm lum hết, rồi lỡ bữa nào mà quý vị mắc dịch mắc gió quý vị về nhà đi rồi ở đó không còn phật tử nữa, để tôi đi theo, thì quý vị đó thôi bây giờ mình chuẩn bị mới của nã tích trữ. Ví dụ như giờ thay vì quý vị cho tôi thức ăn thì thôi giờ thôi quý vị cho tôi tiền đi nha, cho một ngày dù quý vị chuẩn bị thức ăn gì để bác tôi, cái số tiền mà chuẩn bị thức ăn đó là 50.000 thôi, sẽ có gì đưa tôi 50.000 nó tốt hơn. Tôi thích tôi ăn gì tôi mua cái đó, còn là nếu mà tôi tiết kiệm được cái tôi ăn mì gói được tôi cắt được 50.000. Thì nếu mà 5 năm 10 năm như vậy mà thì quý vị coi số tiền nó cũng không có nhỏ nha, thì lỡ bà con có mắc dịch mắc gió thì đó tôi cũng sống được, tôi tu được. Nhưng mà nó có một cái mà họ quên nghĩ, tức là nếu mà vị tỳ kheo mà có khả năng mà giữ tài sản riêng như vậy đó, thì nó sẽ nảy sinh nhu cầu kiếm tiền, và nó nảy sinh ra cái nhu cầu bảo quản, mà từ cái chỗ kiếm tiền bảo quản thì coi như tan quan sự nghiệp rồi nha. Thì mình nhìn cái cái hiện trạng hôm nay mình biết nha. Ok, mình nói nhiều cũng nên, cho nên mấy quý vị mới bài ra cái chuyện, quý vị mới bài ra cái chuyện là gì, là tỳ kheo được quyền giữ vàng bạc. Và cứ mỗi lần mà lễ lạc á, quý vị mới để trước chùa một cái chậu to lắm, ai muốn cúng bao nhiêu tiền bạc vàng ngọc cứ liệng như trong đó đó. Tại cái nhóm này đó là rồi biết Phật thì không cho tỳ kheo xài cái đồ bằng ngà. Thì các vị này mới nghĩ là đâu có bao nhiêu, có chút đỉnh đâu có cái gì mà phải cử kiên chi người ta cho gì xài đó. Thì anh ấy cho đồ ngà xài đồ ngà, cho đồ sừng xài đồ sừng, cho đồ bằng đồng sắt thì xài đồng sắt, tại khái như vậy. Nhớ mắt gì phải cử làm gì, là màu là mè gì không. Nhưng mà quên một chuyện là không xài đồ ngà nó có tới 100.000 cái lợi, 100.000 lợi ích nha. Mỗi lần không có tiếp tay nó cho lò vôi nó chết, thứ hai nó đó là một cái món đồ đắt tiền mà cư sĩ là thấy họ nói. Và cái thứ ba nữa là khi mình xài đồ đắt tiền vậy nó mất cho mình tiếc đó, rồi đi đâu cũng kè 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 ne cắp nắp. Ok, thì đại khái cái nhóm tỳ kheo mà có quan điểm như vậy đó được gọi là nhóm Quách Chi Bồ Tát.
những nhóm này chính là con cháu của cái dòng họ, dòng họ Quách Chi Bích, cái dòng Quách Chi này nè. Cho nên hồi nãy tôi mới nói là cái chữ Quách Chi này là một cái tên gọi rất là nổi tiếng, là vậy đó, rất là nổi tiếng. Nhưng mà quý vị Phật tử Việt Nam á, thì có một cái truyền thống rất là xuất sắc và rất là kiên cường, bất khuất từ bao năm qua, là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà mình không bao giờ có chạm tay tới kinh sách. Ok, chứ đây là một nhân vật rất là nổi tiếng, Quách Chi. Và trong ai mà coi kinh Đại Bát Niết Bàn thì những cái ngày tháng cuối cùng trong đời Đức Phật thì có gắn liền với nhiều nhân vật, hoặc là đến cái vùng đất của dân Quách Chi này, những ngày tháng cuối cùng trong đời Đức Phật. Đây là một cái tên gọi rất rất là nổi tiếng, cái Quách Chi này dùng rất là nổi, rất nổi tiếng, nhưng đặc biệt Phật tử ta thì không hề biết. Đó là một quan điểm xuất sắc. Ok, thì có một cái vị tỷ kheo cũng là con cháu của cái dòng họ này nè, đi xuất gia. Đi xuất gia rồi đêm hôm là mới ngồi ở trong cái chỗ thanh vắng, rồi nghe người ta đàn ca hát sướng cái tiếng mà từ xa như vậy đó. Mới là thấy ngậm ngùi, thấy buồn. Cái gì này cũng dễ hiểu thôi. Xưa, nhưng mà bây giờ ông sư có iPad, có iPhone, có internet ấy, thì có thể một là họ muốn tu hành thiền định, muốn nghiên cứu kinh sách thì vô trong đó coi phim, hoặc là đọc cái này, đọc báo, rồi lùm tùm tà la. Còn ngày xưa thì ông sư hoàn toàn không có cái gì hết. Nếu mà là nói tôi rốt ráo là chỉ có cái bình bát, và buổi sáng đã đi sinh rồi, ăn một trận rồi, rồi buổi chiều về đó là tự xử bản thân, có nghĩa là mình cái khả năng buồn vui là đáng chịu, chứ không hề có một cái gì tiêu khiển giải trí bầu bạn, tuyệt đối không có. Còn bây giờ buồn quá bóc cái phone lên, trong đó có 380 cái số Phật tử rồi đó, cái alo người này em được, alo người kia, lên Facebook rồi email rồi Retalk, Skype, tầm lum hết nhé, rồi Viber, rồi Tango, rồi FaceTime, tầm lum, sung sướng nhé. Cho nên mình có nhiều người Phật tử họ nói tôi một câu mà tôi dòm cái mặt họ mà tôi không biết là nên nói cái gì. Hỏi chứ tại sao trong kinh có nhiều cái con thấy năm xưa sao tệ quá, tức là thích những cái rất là kỳ, thích những cái được người ta cúng dường. Thì tôi nhớ tôi đã từng đó là bị đang đọc lại cái nhịp sống của những con người trong một cái xã hội mà mấy ngàn năm về trước bên Ấn Độ, mà các vị đọc cái câu chuyện, mà đọc cái trang kinh đó bằng cái não trạng, bằng cái tâm trạng ấy, của một cái con người thời nay thì đã trật lắc rồi. Các vị tưởng tượng đi ấy, chỉ như vậy mà nghĩ không ra, biết mấy người đó là mình tưởng tượng họ sống nó chặt đất thôi nha. Ngay cả cái chuyện kiều đó là cái, mặc dù đó là chuyện hư cấp tối, nhưng mà ít ra mình phải hiểu nhầm là nếu mà chuyện kiều có thật thì những chuyện mà nó xảy ra trong kiều đó là nó đã rất là xa lạ với mình. Chứ anh như thời mình làm gì có chuyện mà người mà đối xử với người mà như là trong kiều à. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái thời điểm mà cụ Nguyễn Du hoặc Thanh Tâm Tài Nhân mà nhắc tới trong kiều, nó là một thời điểm cách đây là biết bao lâu rồi, đời nhà Minh, rằng năm gia tỉnh Triều Minh mà các vị biết là Minh Tạo thì Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, mà nhà Thanh là 300 năm, nhà Minh cũng 200 mấy chục năm, có nghĩa là gần 500 năm rồi. Thì cái chuyện mà xảy ra trong một cái xã hội mà cách mình 500 năm đó thì coi như là nó dữ lắm nha. Nói chi là dữ thời Đức Phật. Cho nên cái vị này thấy cô quạnh, thấy chậm lòng khi mà nghe cái tiếng mà đàn ca hát sướng như vậy đó, mới buồn. Thì lúc đó đó có một cái vị trời mới nhắc, một sự kiện mới nhắc cho biết rằng thật ra đó cái đời sống của ngài đó không phải dễ kiếm đâu, không phải ai muốn cũng được. Thì tôi chỉ nói chung chung cho vị nghe vậy thôi, bởi vì là phải nói rằng nếu mà mình tin Phật, phải nói nếu tin Phật nha, còn tin thì thôi, nếu các vị không tin thì thôi, chứ còn mình đã nói không tin rồi thì tôi làm sao bây giờ. Chứ nếu mà các vị tin Phật thì các vị phải tin luôn một chuyện, cái chuyện con rùa mù. Nếu tin Phật thì mình phải tin cái gì mà ngài nói về con rùa mù, có nghĩa là cái 100 năm mà ví dụ con rùa mù mà nó trồi đầu lên biển một lần, mà trên biển thì có một tấm ván có lỗ thủng vừa vặn cái đầu con rùa thôi. Mà Đức Phật ngài nói rằng là 100 năm mà con rùa mù mà nó trồi đầu lên một lần, mà trong một cái sự trùng hợp
hãn hữu hiếm hoi nào đó mà cái đầu của con rùa nó chui lọt vô được cái tấm dáng đó, thì nghe nói đây là một sự trùng hợp rất là khó xảy ra. Cái xác suất của nó chưa được 1/1000 tỷ nữa, tức là 1000 tỷ lần mà nó đưa cái đầu lên như vậy đó, thì chưa chắc là có được một lần. 1000 tỷ tức là 1 tỷ tức là 9 số 0, và 1000 tỷ tức là 12 con số 0. Tôi nói cho rõ rồi. Thì mình tưởng tượng một cái tấm ván mà nó trôi trên mặt biển, mà trong tấm ván nó có cái lỗ, mà con rùa mù 100 năm á, nó mới đưa cái đầu lên một lần, thì cái chuyện mà nó đưa cái đầu mà lọt được tấm ván mà, thì cái việc tưởng tượng thôi, cái xác suất nó rất là thấp, tức là chưa được 1/1000 tỷ nữa. Mà ngài dạy rằng đó, cái cơ hội làm người đó, nó còn khó hơn như vậy nữa. Và tôi tin ngài nói đúng, là bởi vì đó, mình thấy một ngày 24 giờ mình sống bằng cái tâm thiện nó được bao nhiêu, cứ nghĩ nhiêu được, nhưng mình tin ngài có gì lạ. Tôi tin ngài cái chuyện đó là giống như tôi tin tôi có 2 bàn tay, 1 bàn tay 5 ngón. Một ngày như vậy đó, mình biết Phật pháp, mình biết Phật pháp, mình biết A Di Đà, mình biết tứ niệm xứ, mình biết hai cái đó, biết ít nhiều chưa nói, mình chỉ nói là biết thôi. Vậy nó mà mình sống bất thiện một ngày là bao nhiêu phần trăm thời gian? Thì những cái kẻ mà không biết Phật pháp thì coi như là không còn gì để nói nha. Thì cơ hội đâu để được làm người nha, mà được làm người mà lại được gặp chánh pháp. Bởi vì chánh pháp này là đâu ra, là do vị chánh đẳng giác. Cái cơ hội mà vị chánh đẳng giác mà xuất hiện trên thế gian này nó còn hiếm hơn cơ hội mình làm người nữa. Tức là có nghĩa là cái cơ hội mà mình được làm người là nó khó hơn cái chuyện của rù mù ha. Mà cái chuyện mà mình gặp chánh đẳng giác á, còn hiếm hơn cái chuyện được làm người nữa. Có nghĩa là cái mình có thể nói như vậy, hiếm hơn nữa. Mà bây giờ mình được gặp Phật pháp rồi, được đi xuất gia, được làm người nam khỏe mạnh không bệnh hoạn, có niềm tin, có hiểu biết, thì phải nói là cái vị thọ thần người nói rất là đúng, là ngài có biết là cái đời sống của ngài đó là nhiều người họ mơ mà không có được. Mà tôi nói đức tin mình yếu quá, phải nói như vậy, phải nói rõ cái này, bắt buộc mình phải nhìn nhận với bản thân mình như vậy. Mình dốt quá, đức tin mình yếu quá, cho nên mình giống như một cái người mù mà vô trong cái nhà hát vậy đó. Có nghĩa là nó đớt quớt, nó không ăn thua mắc mới mình, phải nói như vậy. Cho nên là ngài có biết là cái đời sống của ngài là nhiều người mơ, giống như là cái chúng sanh mà như địa ngục đó, mà thấy người ta ở cõi trời họ thèm vậy đó. Nhưng mà đây là câu nói của người có đức tin, có chánh kiến. Chứ còn mà như mình còn tử Việt Nam mình thì mình nghe câu thấy hơi quá đáng nghe, mình thấy hơi quá đáng. Ok, rồi xong. Tiếp theo là bài kinh tụng đọc kinh điển. Rồi xong. Cái bài kinh này nè, cái nhân vật mà tỷ kheo ở đây là một vị A La Hán nha. Đây là một vị A La Hán chứ không phải là người phàm. Có nghĩa là mình tưởng chư thiên cái gì cũng biết, nhưng mà mình thấy trong bài kinh này chư thiên không phải cái gì cũng biết. Bởi tôi nhớ có ông linh mục đó, ông đi đánh góp với một ông giáo dân. Ông linh mục đi đánh góp đánh gôn ấy với ông giáo dân, mà cái ông giáo dân ông giáo dân cái này con chiên á, ông này có cái tật xấu là mỗi lần ông đánh hụt á, đánh cái gậy mà nó trượt á, thì ông là chữ thề. Ông chữ thề tục lắm, nó tục lắm, ông chữ thề. Mỗi lần ông đánh đặc lắm, ông chữ tục. Thì cái ông linh mục ông mới la, ông nói không có nên chơi, chủ yếu vui thôi, chơi để vui chơi để thể thao, chơi để giải trí, mà ông làm gì ghê vậy, căng thẳng vậy, thì trật thì mình đánh lại vậy đó. Trật một gậy mà ông cứ chữ thề, cứ trật một gậy chữ thề, bảo ông sợ Chúa phạt hay sao, ông sợ Chúa phạt hay sao. Thì ông kia ông cũng nghe lời linh mục, được chút xíu ông quên, ông đánh trật một gậy nữa thì ông là chữ thề. Thì vừa lúc đó có một cái lần xét tự lên trời đánh xuống, đánh cái râm trúng linh mục lăn ra chết. Thì lúc đó từ trên trời có một cái tiếng vọng xuống, ta là Chúa trời còn đánh hụt nói chi là nó. Tôi tưởng tượng, tôi đọc câu chuyện đó là tôi rất là tập trung. Ta là Chúa trời, có nghĩa là ông tính đánh cái thằng giáo dân mà nó chữ đề, mà ai ngờ đánh trúng một linh mục. Cho nên mình thấy Chúa trời mà còn ta là Chúa trời còn đánh trật thì nói gì nó. Cho nên mình thấy mình cứ tưởng chư thiên là có thần thông, cái gì họ cũng biết, không phải.
họ cũng có cái nhầm lẫn của họ nha, cũng có cái nhầm lẫn của họ. Thì ở trong đây kể chuyện một cái vị tỳ kheo, kể một chuyện một vị tỳ kheo là ở chung với sư phụ của mình, ở chung với sư phụ của mình, rồi học đạo, học tâm tạng đó, bị thầy dạy để cho người học trò học. Rồi một ngày kia thì cứ hầu hạ, cứ dâng nước, hầu cơm cho thầy, thế chăm sóc, so bóp cho thầy, xong rồi vô học kinh với thầy, thì cứ dễ được thời gian ngắn, thì cái vị này đặt quả là hẹn. Mà có một điều là trong thời gian mà học tâm tạng với thầy đó, thế thì cứ là thầy dạy một ít là vị này thuộc lòng, là cứ mang ra mà tụng để mà ôm á, cứ rầm rì như vậy, hết kinh này qua kinh khác, đại khái như vậy. Thì lúc đó có một ông thọ thần ở gần đó đó, ông nghe ké, cứ ngày nào cũng nghe, nay thì thất giác chi, mai là về giờ lý duyên khởi, bữa mốt rồi tứ niệm xứ, mà cứ nghe suốt mùa thu như vậy cũng khoái lắm. Nhưng mà ổng là thọ thần mà người Ấn Độ ha. Chứ còn mình nếu mà gặp Phật tử Việt Nam mình nghe vậy thì chỉ có bực mình đó, gì mình đọc mình nghe, thứ nhất mình không có thích, thứ hai mình nghe mình không có hiểu gì đâu. Dầu đọc tiếng Việt Nam, cái truyền thống ngoan cường bất khuất của mình là mình kỵ kinh điển giáo lý, mình chỉ thích cúng dường và cầu nguyện thôi nha. Cho nên mình nghe này mình không có thánh. Nhưng mà ông thọ thần này ổng là xuất thân là ổng là người Ấn Độ, cho nên ổng cứ nghe cái vị thì kia là đọc tụng hoài, không quan nghĩ cũng vui lắm. Mọi người chỉ nghe ké thôi, ké đây có nghĩa là không phải là cho mình nha. Thì tới khi vị này đắc A-la-hán thì vị này mới suy nghĩ thế này, đây là cái chuyện mà mình cũng nên lưu ý nha. Có những vị A-la-hán hoan hỷ trong cái chuyện tụng đọc, cứ là hoan hỷ trong cái chuyện nghe đó, như Đức Phật. Ngày khi mà ngày nghe người khác mà tùng tuyên lặp lại cái lời ngài thì ngài thấy hoan hỷ, đúng, vị A-la-hán là cũng vậy đó. Tuy nhiên, không phải thích ở đây có nghĩa là phải nghe suốt mùa thu như mình tưởng tượng nha. Thì vị nó thấy rằng là cái thời gian mình tụng đọc như vậy nó không bằng cái thời gian mà mình sống an trú, tứ niệm xứ. Đó, hoặc là mình nhập thiền quả, ở trong đây nó rõ như vậy, Samapatti là thiền quả, Samapatti thiền quả hay là quả định. Sẵn đây tôi giải thích luôn cho quý vị cũng chẳng biết quả định là cái gì, cái giống giải gì ha. Cái quả định là sao? Quả định có nghĩa là an trú trong cái thánh quả mà mình đã chứng nha. Mà an trú trong một cái thời gian dài ngắn bất định. Thí dụ như bây giờ là một vị tu đà quân hay là một vị a la hán, một lúc nào đó thấy mỏi mệt, thấy cần an dưỡng tinh thần, an dưỡng, không có muốn suy nghĩ gì hết, thì vị này cái cách rất là đơn giản, vị này ngồi lại nha. Tôi nói chậm thiệt là chậm, mai mốt mà nghe nó quả định hoặc thiền quả mà không biết cái gì thì quý vị ráng gì chịu nha. Cái này trong kinh giải thích rõ lắm, là vị này muốn an hưởng như vậy dễ lắm. Cái vị cứ ngồi, cái vị đó, vị thánh đó, ngồi lại một nơi thích hợp nào đó ha. Mới quán tưởng danh sắc, biết là thân, quán tưởng thân quán niệm xứ, hoặc là thọ quán niệm xứ, hoặc là tâm quán, hoặc là pháp quán niệm xứ, tùy mình, tùy cái sở thích, tùy cái căn cơ của vị đó, vị thích cái gì thì vị chọn cái đó. Ngày xưa mình đắc quả bằng cái con đường nào, bây giờ quay lại con đường y chang như vậy. Bây giờ ví dụ như thân quán niệm xứ đi, thì nó quan sát theo cái nguyên tắc của thân quán niệm xứ, thì tùy cái vị mà lợi căn hay là động căn, tức là cái trí chậm hay là cái trí nhanh, thì chỉ cần nhưng mà thiền quả qua quả thì rất là nhanh, cái thời gian của thiền quả mặc dù giữa hai vị thành có vị nhanh vị chậm đúng, nhưng mà dầu chậm thì thời gian cũng không có lâu, tại vì nó chỉ quan sát được một chút thì tự nhiên nó xuất hiện bốn hoặc là ba cái sắc na tâm là chuẩn bị cận hành thượng thứ và bỏ bực đi ở trong trường hợp này. Bỏ bực ở đây có nghĩa là chuyển tộc đó, có nghĩa là từ cái tâm mà tâm hiệp thế chuyển qua cái tâm siêu thế. Thì bỏ bực nó có hai, nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cũng là Gotra Phu, đó là một cái sắc na. Cái này tôi giảng thì dịch nghe sấm, mà không giảng thì không có được, thì phải cắn răng là giảng thôi, chứ còn trung trung là tôi không có tin là ok. Chuyện tật có ba trường hợp. Một là đưa người lìa cảnh dục
táo đại. Trường hợp 2 là cái sát na nó đưa người lìa phàm tánh vào thánh trí lúc kiến đạo. Đó, nghĩa là cái tâm này xuất hiện một cái là người đức từ cái gì sao không còn phàm nữa ha, mà là thánh luôn, xuất hiện cái đó. Và trường hợp thứ ba, là đưa người lìa tâm hiệp thế vào tâm siêu thế lúc nhập quả định. Đó là cái cô trợ phu, nó có ba trường hợp đó. Thì nhắc lại, trường hợp một là cái người mà lần đầu tiên mà đắc thiền ấy, thì khi mà cái sắc na tâm, cái nội tâm này nó xuất hiện một cái rồi, từ từ thì từ cái giây phút đó trở đi là người đó được gọi là người chính thiền đáo đại, tối thiểu là sơ thiền trở lên cho đến phi tử hư tử. Nhưng mà đầu tiên ấy, là nhờ cái cô trợ phu này là người đó từ đó về sau đã bước vào cái thế giới của phạm thiên rồi. Có nghĩa là tuy mang thân nhân loại nhưng mà người này mà tắt thở một cái là về phạm thiên hỏi nha. Tắt thở lúc nào là về phạm thiên lúc đó, với điều kiện là thiền chưa bị hoại nha. Đó là có nghĩa là tuy mang thân nhân loại, tuy mang thân đàn bà, kể cả ghẻ chóc hôi hám xấu xí, mà miễn là đắc được sơ thiền rồi thì mình đã lập dự vào cái cảnh giới của phạm thiên rồi. Đắc sơ thiền đó đã dự vào cảnh giới, có nghĩa là bây giờ mà tắt ra một cái là cái bà cùi thì lập tức bây giờ phạm thiên liền đó. Cho nên cái tâm nó được là tâm chuyển tộc. Trường hợp thứ nhất là đưa người lìa cái cảnh dục vào cảnh đáo đại là vậy. Trường hợp hai là đưa người lìa cái phàm tánh vào thánh trí, cái lúc chứng đạo đó, có nghĩa là cái sát na này nó xuất hiện một cái thì vĩnh viễn từ đó về sau người này không còn là phàm nữa mà đã là thánh nhân rồi nha. Thí dụ như bây giờ lần đầu tiên đắc sơ quả đi, thì kể từ lúc đó người này vĩnh viễn không còn cái khả năng mà sa đọa nữa đó. Thì cái tâm cái sát na đó được gọi là của trợ phụ. Rồi trường hợp thứ ba là khi nào mà cái vị đó muốn nhập quả định á, thì vị đó sau khi mà quan sát danh sắc rồi thì tự nhiên á, là một loạt tâm nó xuất hiện, chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ bực, tức là chuyển độc á xuất hiện. Thì cái sắc na mà chịu chuẩn bị này nè, đối với người lợi căn nó không có xuất hiện, nhưng đối với người độn căn là trí chậm á thì nó xuất hiện. Nhưng mà nói cho vui vậy thôi, chứ còn nó nhanh vô cùng, tại vì thời gian mình nháy mắt là nó cái tâm mình nó sanh diệt triệu lần, mà triệu triệu lần, cho nên là có không có cũng vậy thôi nha, có cũng vậy thôi. Thì nó ít giống như là một cái hộp nếp mà nằm ở trong cái lu gạo vậy đó, mà nó còn ít hơn nữa. Một hộp nếp mà nằm trong cái kho gạo thì đúng hơn nha. Thì đối với vị thánh đó, mà lúc nhập thiền quả là sau khi quán sát danh sắc rồi thì lập tức có bốn hoặc là ba cái tâm, cái sắc na tâm nó xuất hiện. Thì trong đó có cái tâm của Rô Trơ Phu này nè. Cái sắc na này nó xuất hiện một cái rồi thì vị đó không, mà lúc từ đó trở về sao là cái tâm chi, cái tâm thánh quả sơ nhị tam tứ, một trong bốn nha, một trong bốn xuất hiện nha. Là thời gian mà lâu ma là tùy vị đó, vị đó quyết định. Ví dụ như bây giờ tôi nhập thiền quả trong vòng 2 tiếng đồng hồ, hoặc là 5 phút, 15 phút, nửa tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng, 30 tiếng, 48 tiếng, tùy. Thì vị đó chỉ chú miệng là sẽ bao lâu đó, thì tự động đến cái lúc đó nó ra, nghĩa là đến lúc đó nó ngừng. Thì sau khi nó ngừng rồi đó thì nó chen vô đó là một cái tâm hữu phần, và từ đó về sau là tiếp tục nha, từ đó về sau là tiếp tục. Nghĩa là ví dụ như là mắt thấy tai nghe bình thường, đó là bình thường có gì hết. Nhưng mà cái an trú hiệu quả là vậy đó, mà lúc mà an trú hiệu quả như vậy đó, vì nó chỉ biết cái tâm, vì nó chỉ biết là một cảnh thôi, đó là cảnh niết bàn, cho nên nó đã lắm, coi như là toàn thân người nó được an dưỡng ở mức độ tuyệt đối, là tuyệt đối, coi như tâm chỉ biết cảnh niết bàn chứ không còn biết gì hết. Mà các vị thử tưởng tượng đi, nếu mà quý vị đó mà đang vui, đang nghe pháp, hoặc là đang ngồi, đang có mặt trong một cái sân chùa vắng lặng mà nhìn người ta đi kinh hành thôi, mà cái lòng mình nó vui suốt 2 tiếng đồng hồ, người mình nó khỏe cỡ nào, gọi là quý trời chiều mà ra ngoài biển ngồi mà buông hết mọi sự, không có nghĩ tầm bậy, cứ ngồi nhìn sóng nó vỗ thôi, nhìn chim hải âu nó bay, nghe gió nó lùa từ cái tiếng trẻ con nó đùa giỡn xa xa vọng lại một chút vậy đó, mà ngồi 2 tiếng đồng hồ ở biển thì dương thì băng gì đó
chút xíu, bảy sau, bảy trước, bảy dưới, bảy xảy gì đó một chút gì đó, nó đã khỏe cỡ nào. Mà đằng này người ta hoàn toàn lìa cái cảnh thế gian mà chỉ an trú vào cái cảnh niết bàn, thì cái sự sung sướng này nó cỡ nào. Tôi không có làm sao tôi dám nói tôi hiểu niết bàn là cái gì, mà tôi chỉ gợi ý với quý vị thôi. Trong cái suy nghĩ đó không còn có cái chuyện mà danh lợi, thương ghét, sầu hạnh, không có. Không có sợ hãi, không có ghen tuông, không có toan tính. Thì làm cái kiểu phàm phu của mình. Thì cái vị này sau khi mà chứng quả rồi, vị này không thèm đọc nữa, mà vị này cứ lan trú trong thiền quả. Đó, thì chính từ cái chỗ này nè, cái ông nội kia ông không có nghe được, ông mới đều, ông mới lên tiếng. Đó, ông mới hỏi, ông hỏi vậy chứ sao mà ông không có tụng đọc gì hết. Thì vị kia mới trả lời như vậy nha, như vậy thôi. Cho nên bữa nào mà cái vị mà thấy tới giờ mà chú không vô giảng thì biết đâu bữa đó. Biết đâu bữa đó. Rồi ok, qua một cái bài kinh nữa, đó là bài kinh Bất Chánh Tư Duy. Bài kinh Bất Chánh Tư Duy. Thì trong đây kể chỗ nào có giảng cái gì đặc biệt ấy, thì tôi giảng, không có là thôi, bài kinh này không có gì để giảng hết nha. Đó là cái vị tỷ kheo sống một mình và có những cái tư niệm, có những cái tư tưởng không có hay. Cái vị thấy trong kinh cái ngôn ngữ của một cái người mà 2500 năm trước nói vậy nè, nói nghe cầu kỳ không? Ai gì nói thằng cha này nghĩ bậy bạ này không, mà chỉ nói là bất chánh tư duy thôi. Bất chánh tư duy thì nói cho nó sang vậy đó, nói cho nó sang. Thì mình thấy là chánh tư duy, tà tư duy là sao? Chánh tư duy, tà tư duy đó là gồm có ba điều. Nói mình nói tà trước đi. Tà tư duy có nghĩa là có cái suy nghĩ nặng về tham dục, thích cái này thích cái kia, thích cái này thích cái kia, thì đó được gọi là dục tư duy. Thích cái này thích cái kia gọi là kama vitakka, dục tư duy. Rồi cái trường hợp thứ hai là sân tư duy. Sân tư duy đây có nghĩa là bất mãn này nọ, bực mình, không có vui, không có vui cái này, không có vui cái kia, không có thích cái này, không thích cái nọ, thì đây gọi là sân tư duy. Còn hại tư duy là làm sao? Tư duy là có cái lòng nghĩ, muốn nói, muốn làm cái gì đó mà nó ảnh hưởng tới cái quyền lợi của người khác, đó là hại tư duy. Thì cái đối lập với dục tư duy là gì? Đó là cái sự ly tham, ly dục, ly tham, ly dục, nhàm chán trong các dục, ly tham, ly dục, tâm sở vô tham. Còn cái đối lập với cái sân tư duy đó là từ tâm, từ tâm là chánh tư duy, chánh tư duy. Rồi đối lập lại cái hại tư duy đó, có lòng hại người khác là gì? Là bi tâm. Bi tâm đối lập với hại tư duy. Hại cái gì? Có cái lòng mà làm tổn thương cái quyền lợi lễ của người khác nha. Biết có biết ghi gì hiểu không? Ly dục tức là tâm sở vô tham, cái sự nhàm chán trong các dục á. Còn cái đối lập với cái sân tư duy đó là từ tâm, tức là tâm sở vô sân. Còn cái hại tư duy đó tức là cái tâm sở bi thì hỷ trong vô lượng tâm, trong vô lượng phần ấy. Bi đến đối lập với cái hại tư duy nha, là phải có duy pháp rõ ràng. Chỉ còn mà tôi quải nhất là nó lan man mà không biết đó là cái gì. Cái kêu cái chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Bà nội tôi không biết suy nghĩ đúng thì nghĩ làm sao nha. Thì mình cứ nhớ là ly dục ly tham. Thì thứ hai nữa đó là từ tâm là đối lập với sân tư duy, rồi cái bi tâm là đối lập với hệ tư duy nha. Để có cái rõ ràng như vậy thì cái vị tỳ kheo này là cái bữa đó đó là sống chìm ở trong ba cái tà tư duy. Mà các vị có người hỏi tôi vậy chứ tại sao có cái hại tư duy? Tôi có nói thế này, tại vì mình dốt quá. Một là dốt quá, cái chữ hiểu mà cái nghĩa là phải là đâm chém người ta, đốt nhà người ta, đánh đập bạo hành người ta, thì cái đó nó quá nặng rồi nha. Mà cái hại tư duy đây có nghĩa là mình suy nghĩ, mình đụng mình suy nghĩ cái chuyện gì đó mà nó có khả năng phương hại người khác, làm tổn thương người khác là đủ rồi nha.
chứ không cần mà phải đâm chém lòi ruột lòi mắt người ta ra, không có phải. Nhưng mà cái quan trọng nhất mình một cái câu nói nào đó, ví dụ như mình biết tại sao hồi sáng mình không có nói một cái câu đó cho bà thấm, thì đó là hại tư duy chứ còn gì nữa. Cái mặt đó hồi nãy mình chào nó uổng, thì mốt gặp tôi không chào cho bạn biết mặt thì đó là hại tư duy chứ. Yeah, thì quý vị tưởng tượng bây giờ quý vị gặp người ta, quý vị không chào người ta bị sốc cỡ nào, sốc chứ. Thì đó là hại tư duy đó. Cái hại tư duy đây mình không có đòi hỏi là phải đâm chém bạo hành, thì cái đó nó quá đáng rồi, nó quá nặng rồi nha. Làm ơn nhớ chúng ta, nhiều người họ cứ hiểu cái hồn như họ nghe tới cái chữ hại, họ cứ tưởng là phải làm cái gì đó ghê gớm, phải lại có cái suy nghĩ làm tổn thương. Hại tư duy là có cái suy nghĩ làm tổn thương, hoặc là làm gọi là phương hại đến quyền lợi, lợi đến người khác đó, chứ không phải hại có nghĩa là phải làm cái gì đó ghê gớm, có máu me, có đổ lệ đổ máu thì mới gọi là hại, thì nó hơi quá, nó hơi nặng rồi nha. Thì cái vị này nè, cái vị thọ thần mình thấy bị tỳ kheo này sống chìm mà đắm trong ba cái này, thì nên vị đó mới là thì xuất hiện để mình nhắc nhở nha, nhắc nhở. Và tôi nhắc lại một lần cuối trước khi tôi kết thúc cái bài kinh này, đó là làm ơn nhớ dùm một chuyện là theo trong tinh thần Phật pháp thì cái bất thiện mà Đức Phật ngày nói có cái phần khác rất là xa đối với cái cách hiểu của mình. Ví dụ như mình nghĩ rằng ấy là cha mẹ mà lo cho con là đúng rồi, cha mẹ thương con là đúng rồi, rồi vợ chồng thương yêu rồi lo lắng cho nhau là đúng rồi. Nhưng mà theo trong lời Phật thì chúng ta phải hiểu thế này, cái trách nhiệm mà mình lo cho vợ, cho con, cho chồng, cho cha, cho mẹ là đúng. Nhưng mà trong cái lòng yêu thương đó, nó mình phải hiểu nó có hai: một là từ tâm, hai là cái tâm ái luyến tham, bằng tâm tham dục nha. Cái này phải ghi rõ, trong cái này phải nhớ, mình phải có cái gan mình thấy đó, trong tình cảm với kẻ khác luôn có một trong hai yếu tố tâm lý, tham ái hoặc từ tâm. Từ tâm thường gì? Thường rất hiếm. Đó, mình phải có gan mình thấy như vậy. Trong tình cảm với kẻ khác luôn có một trong hai yếu tố tâm lý, tham ái hoặc từ tâm. Nhưng mà cái câu xa mới chua, từ tâm thì thường hiếm hơn tham ái. Đó, ví dụ như vợ chồng thương nhau, cha mẹ thương con cái, con cháu thương ông bà cha mẹ, bạn bè thương nhau, thầy trò thương nhau. Mình cứ nói là tôi thương thầy, tôi quý ông thầy, tôi đừng có nói bậy nha, tôi là quý ông thầy, tôi coi ông thầy tôi như cha vậy đó. Còn là ông nhỏ nhỏ tuổi, tôi coi ông như anh, như cậu, như chú tôi vậy đó. Tôi cũng như em của tôi, sai bé. Mình tự mình nói là trời không biết đất không biết, sai bé. Đúng, trong tình cảm của người với người thì nó có thể là một trong hai, từ tâm gọi là tham ái. Nhưng mà cái quan trọng là cái câu sau, từ tâm thường rất hiếm, thường rất hiếm nha, phải nhớ đó. Thì mình phải có cái gan mà thấy cái đó. Thì cho nên trong đây đó thì tôi phải nói rõ là mình phải có biết cái tà tư duy là sao, mình phải có cái gan mình dò mình biết. Ví dụ như mình có nhiều người đó, họ nhiều người Phật tử mà tôi được khi mà nói chuyện họ, tôi có biết được cái chuyện này. Họ nghĩ rằng cái chuyện mà ăn miếng trả miếng nó không có bậy, có nghĩa là người ta nói mình như vậy mà mình nhịn, là mình im lặng, mình không có trả lời, mình cho nó đúng mức á, là dở, là hèn, là nhục đó. Có người họ nghĩ như vậy, họ nói mình tu hành là mình không hại ai, nhưng mà mình phải có phản ứng. Thì cái này phải xét lại nha. Cho nên cái chữ tà tư duy nghĩa nó sâu như vậy. Hành giả mà không có nghe cái chỗ này nè, không có nghe cái điều vừa rồi đó, là có nên là gì? Nếu mình không có nhận diện được cái phiền não ở cái mức độ vi tế nhất thì làm sao mà mình biết nó là cái gì hả? Một chút xíu thôi. Còn ví dụ như bây giờ mình thấy cái món đồ đó của mình mà người ta xài nó không hỏi mà mình bực, thì lúc đó mình phải biết rõ đây là tâm sân, phải biết rõ đây là bọn sẻ, phải biết rõ đây là tâm sân, đây là bọn sẻ, phải biết rõ. Chứ mình đừng có đem cái đạo đức xã hội
nguyên tắc pháp luật ngoài đời mình nói, mình đừng có đem những cái đó vào trong đây. Mình nói cái đó của tôi mà nó xài nó mà không hỏi tôi thì tôi có quyền tôi bật túc. Đó đó theo xã hội mình có quyền, nhưng mà theo trong cái tinh thần luật pháp thì mình phải biết rõ rằng á, người ta có chém mình á, thì mà mình bực mình thì đó vẫn là tâm sân. Bởi vì Phật pháp rất là khoa học, muối trong bàn tay của mẹ vẫn mặn, đường trong tay kẻ thù vẫn cứ ngọt. Phật pháp là vậy, rõ ràng lắm. Cái tinh thần của giáo lý rõ ràng là cái đó. Chứ đừng có nói là muối nằm trong tay của mẹ nó thì không có mặn, sai. Muối ở đâu cũng dầu trong bàn tay từ mẫu thì muối vẫn là muối. Mà đường nằm trong tay kẻ thù thì nó vẫn cứ là đường. Tâm bất thiện dầu xuất hiện trong hoàn cảnh thời điểm nào thì nó vẫn cứ là tâm bất thiện. Còn cái lý do tại sao nó xuất hiện thì cái gì đó là không bắt bớ gì đây hết nha. Ok, tiếp theo cái bài kinh nữa là bài kinh sướng quá, bài kinh này mình học rồi. Xin hỏi bà con còn nhớ bài kinh này hay không? Trong cái chương đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ở cái lớp tương ưng bộ kinh này, thì ngay cái chương đầu tiên đó là mình đã học cái kinh này rồi nha. Mà trong đây còn nói rõ nữa nè, trong đây nói rõ nữa nè là tăng đi quát ta săn giúp tì nanh ta na quát kì quát ta mi quá. Bài kinh này đã được nói ở trong cái chương tương ưng chư thiên nha. Tức là cái vị mà này là vị tỳ kheo này là một vị, cũng là một vị thánh nha. Vị tỳ kheo này cũng là một vị thánh. Rồi cái ông thọ thần này ông tới ông có chia sẻ, ông nói trời ơi cái chỗ này con là thọ thần con ở, con còn teo mà ngài ở được hay quá. Vậy ngài mới nói đó, ngài nói thật ra đó rừng nó lại là cái chỗ hoan hỷ đối với một người như ta. Đại cái như vậy, bởi vì tôi nhớ tôi nói 300.000 lần đó là cái con người mình nó ra làm sao thì cái sự cảm nhận thế giới đối với mình nó sẽ tương ứng như vậy. Đây là một câu nói mà đáng được xem là nguyên tắc, dĩ nhiên là của hiền thánh chứ không phải của tôi, nhưng mà tôi chỉ nhắc lại là cái thế giới này nó ra làm sao là tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức nha. Cái sự thanh vắng nó là dễ, sự dễ chịu đối với một cái người không sợ hãi. Nó cái sự thanh vắng nó là món quà của người không có sợ hãi, không có sợ vắng, của một người thích sống nội tâm, thích hướng nội. Nhưng mà cái sự thanh vắng nó là một cái nỗi kinh hoàng cho những cái người nhút nhát hoặc những người có đời sống tinh thần quá nghèo. Tôi biết có nhiều người không có, những người ông cụ bà lão không có tiếng cười của ông cháu mà chịu không nổi, không có tiếng mà nũng nịu nhõng nhẽo họ chịu không nổi, thà bồng ẩm nặng nề cực nhọc họ thích. Tôi biết cái trường hợp đó có. Mà trong khi đó có những người họ nghe cái tiếng họ thích nó khóc là họ lậm xương sống, họ nổi da gà bịt tai không kịp. Có người họ thích sống mà lăng xăng lít xích quay quần đoàn tụ với người thân với bè bạn. Nhưng mà có những người đó, mỗi lần họ chỉ nghe cái tiếng xe Honda mà nó đậu vào cửa, nghe cái tiếng mà người ta đá chân trống để mình sửa soạn bước vô là họ nổi da gà. Tôi biết chuyện đó có nha, họ sợ lắm, họ sợ chuyện đó. Tức là cần gì quá là reo chuông reo. Có nhiều người đó là họ không thể nào rời phone, nhưng mà có những reo là họ khó chịu. Tại vì họ, tôi phải nói bữa nay tôi chia sẻ một chuyện rất là thật mà tôi có thể gọi đây là một kinh nghiệm bằng vàng. Dĩ nhiên nó với tôi thôi, nhưng mà nếu bà con mà chia sẻ được thì nó cũng là bằng vàng đối với bà con. Đó là tôi có một cái để ý là trong thời gian nào mà tôi sống có liên lạc nhiều bằng email, bằng phone, thì trong thời gian đó tôi rất là nhiều cái sân si. Bởi vì phần lớn những cái đề tài mà mình trao đổi nhau đó toàn chuyện thì não không. Chị sẽ có nghe chuyện này chưa? Người ta nói như thế này, sư có nghe chuyện này chưa? Bây giờ trong nước nhà nước chủ trương này chủ trương kia làm cho người dân họ khổ, ví dụ như vậy. Sư có nghe chuyện này chưa? Ai đó mới chết. Mà tôi để ý là 99,9% cái đề tài mà những cái cú phone mà đem lại cho mình 99,9% đều là chuyện để mình phiền không. Bây giờ tôi đang ở Đức, tôi để ý trong một thời gian dài tôi không có tiếp xúc với bà con, nó an lạc lạ lùng lắm. Nhưng mà còn một chuyện này, còn một chuyện này nữa. Có thể là nói là lời trói của tôi cũng được.
là ngoại trừ, chắc tôi phải ghi ra chứ còn không ghi bà con móc bắt lỗi tôi nữa. Ngoại trừ bậc đại căn, rồi một câu đó thôi, ngoại trừ bậc đại căn nha. Tôi đã trừ ra rồi đó, bây giờ tôi nói người bình thường. Nếu mà mình có cái lòng mà nguyện giác ngộ thành tinh văn, tu đầu quần cũng được, ha, đặt được lúc nào đắt là đi liền, đi sớm đi nhanh, càng nào liền nào tốt đó thì thôi. Nhưng mà nếu mà kẻ nào mà có cái lòng mà muốn đi xa, đi đường dài, thế nhưng muốn nguyện thành độc giác, làm trí tưởng tinh văn, làm chánh đẳng giác như vậy, thì không thể nào không tu từ tâm, không thể nào, bắt buộc phải tu chuyên tu, chứ không phải là tu la rai tu san ghẻ, mà chuyên tu từ tâm nha. Có nghĩa là Bồ Tát ngày xưa có rất là nhiều kiếp, ngài bỏ ra 7 năm 10 năm ngày chuyên tu, rồi suốt thời gian đó là chỉ biết có một chuyện từ tâm. Tại sao? Là bởi vì người mà không có cái từ tâm ấy, là sẽ tạo ra vô vàn cái ác nghiệp, mà toàn là những ác nghiệp cản trở những cái ba la mật khác. Tôi không có hơi sức để tôi nói nhiều, tôi chỉ nói vậy thôi. Người không có bố thí, người mà không có cái phước bố thí thì sẽ rơi vào vô số cái tội lỗi của cái người mà túng thiếu. Tôi nhắc lại, người mà không có giữ giới đó, họ sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh mà coi như là cực kỳ bất lợi. Không bố thí sẽ rơi vào những hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, không có trí tuệ sẽ rơi vào những hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, không có từ tâm họ sẽ sanh vào những cảnh giới cực kỳ bất lợi. Bất lợi đây có nghĩa là gì? Bất lợi đây là có nghĩa là không có tiện cho cái chuyện mà trao dồi thiện pháp. Cho nên đừng có nghĩ là từ tâm có nghĩa là đem lại phước báo, chứ sao sanh ra người mặt đẹp rồi được người khác thương, trời ơi hiểu gì được chết nha. Mà người không có từ tâm đó, là coi như là họ sẽ trong vòng luân hồi rồi họ sẽ gặp những cái hoàn cảnh mà có thể nói là tất cả những cái gì mà được đời này thì cái người thiếu từ tâm họ sẽ gặp đủ hết. Vì sao? Không có từ tâm nghĩa là không có thương cái chúng sanh khác, là mình rất dễ sát sanh, rất là dễ sát sanh, rất là dễ bỏng sẻn, rất là dễ làm cái nghiệp trộm cắp tà dâm, rất là dễ làm cái chuyện đâm thọc nói lời ác ngữ nếu mà không có tự tâm. Tôi chỉ ví dụ một chuyện thôi, có nhiều cái minh tinh Hollywood của Mỹ từ chối không có xài đồ da và đồ lông, là vì sao? Là vì họ chủ trương thà không mặc áo quần còn hơn là sử dụng những cái thứ trang phục mà có được do cái chuyện giết chóc thú rừng. Họ yêu thú vật như vậy đó. Bởi vì là mình thiếu từ tâm thì mình sẽ có những cái nhu cầu mà làm tổn hại chúng sinh khác. Tôi chỉ ví dụ thôi nha, tôi không có ý gì, tôi chỉ ví dụ vậy, quý vị tự hiểu lấy nha. Không có từ tâm thì ngay trong chuyện hưởng thụ, cái chuyện ăn mặc của mình á, đó là một hình thức cộng nghiệp rồi nha. Rồi chưa kể là không có phước bố thí đó nha, thì mình sẽ sanh vào cái cảnh khó nghèo. Và từ cái khó nghèo quý vị biết mà, chuyện gì cũng làm được. Có thể là buổi đầu mình ngại, mình không có làm những cái chuyện ác lớn, nhưng mà ác nhỏ mình làm, mà ác nhỏ mà làm được thì từ từ những ác cái khá hơn, mà cuối cùng cái ác cỡ nào cũng làm được. Cho nên từng cái thiện pháp đó, nó quan trọng ghê gớm, mà từng cái ác pháp nó nguy hiểm ghê gớm là chỗ đó đó. Mà tôi đánh một vòng lại để tôi muốn nói cái gì trong đời này, nếu tôi không chết yểu, tôi rất là muốn bỏ ra ít nhất là phải 1 năm cho đến 7 năm. Trong kinh thì nói 7 năm, Bồ Tát nhiều kiếp là tu 7 năm, 7 năm tu từ tâm. Mà muốn tu như vậy thì đối với tôi nói bằng kinh nghiệm của tôi, chỉ có một con đường duy nhất, không hề có con đường thứ hai. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Tôi nói rõ lại là muốn tu tập từ tâm, nó chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là hạn chế tiếp xúc, hạn chế những tiếp xúc không cần thiết, hạn chế những tiếp xúc và quan hệ liên lạc không cần thiết. Chỉ có cách này mình mới lắng yên để mà mình thương yêu người khác. Chỉ cách này thôi. Đừng hòng nha, đừng hòng mà tu tập từ tâm mà
mà trong khi cứ tiếp xúc liên tục và liên tục, email, điện thoại hoặc là gặp gỡ ngoài đời nha. Bởi vì nó cái bực nó liên tục và liên tục, chỉ có một cách này, ok. Mà tôi nói chỉ trừ ra bậc đại căn, tôi biết trong room này có bao nhiêu đại căn tôi biết, nhưng mà tôi theo tôi kinh nghiệm của tôi là đời này là ít nhất phải có một năm mình tu từ tâm mà chuyên nghiệp đó, tức là không có xen kẽ vào cái gì hết, chuyên nghiệp. Mà muốn làm như vậy thì không có bè bạn, học trò, đệ tử, con cháu gì hết. Nếu cần là chỉ sử dụng một người để thị giả mà thôi, nếu đó là vị xuất gia. Còn nếu là cư sĩ đó thì tự thu xếp làm sao đó mà đi tìm về một cái phương trời xa vắng nào đó, ở cái người, lựa một cái người bạn nào mà tâm vừa ý mình, còn không có thà một mình. Đây là một cái gì, có trường hợp đó quý vị mới hành, có thể tu tập từ tâm một cách trọn vẹn nha. Còn mà hãy còn tiếp xúc mà nó bực mình, dầu đó là cái người mình thương kính bậc trời đi nữa, tôi nói rõ đó là một cái vị trưởng lão mà mình vô cùng quý kính, nhưng mà cảnh lại thì có những trường hợp tôi không nói là tôi không có nói hẳn là phải như vậy nha. Tôi không, ở đời không có gì tuyệt đối đâu, nhưng mà kể cả một vị mình quý kính, nhưng mà nếu mình thường xuyên tiếp xúc thì rất có thể mình cũng có những cái bực mình. Cho nên chỉ tiếp xúc khi nào có cái trong kinh An Lạc được gọi là Kali Né, Kali Né Thammasavana, tức là đúng thời nghe pháp, hoặc là Kali Né, Kali Né Thammasa Kacha, tức là tùy thời đàm luận pháp, đó là gì đó. Hai cái, một cái là tùy thời, là có nghĩa là tùy thời, đây nghĩa là sao? Tùy thời có nghĩa là chỉ đến gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi trong lúc nào mà thật sự cần thiết, và khi nào mà cái chuyện đó nó chỉ đem lại lợi ích mà không đem lại cái điều vô ích bất lợi thì mình mới đi. Cái chữ Kalena phải hiểu như vậy đó. Ví dụ như bây giờ có tự nhiên cái chơi mình đang làm gì, nó có người rủ nó bữa nay có quý vị nợ về cái pháp đi nghe thì cái này phải xét lại, phải xét lại, chứ không phải là nghe nó đi thay. Bữa nay có người đi ra tăng, có người đặt bát hội ở chùa Phước Sơn vui quá, đi đấy. Nhưng mà nếu một hành giả thứ thiệt là phải xét lại, chứ không phải nghe nó đi làm rước là nhào là đi liền, nó không đúng nha. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là muốn tu tập cái gì đó, chẳng hạn như tôi tu tập từ tâm thì chuyện đầu tiên là phải lìa xa cái sự mà quan hệ liên lạc. Mà đây là cái lời giải thích cho cái bài kinh này, cái tiếng động này nè. Tôi đang giảng về kinh này, tôi chợt nhớ chuyện quan trọng cho nó nha. Tức là không thể nào không có một năm tu từ tâm tối thiểu, mà muốn tu cái đó là phải tránh cho bằng được những cái quan hệ không cần thiết, khó vô cùng, phải cắn răng. Còn bất cứ ai mà thấy rằng mình tu không có tiến bộ là mới phải ngó lại cho mình đang sống ra làm sao. Bắt buộc, cái điều này đều bắt buộc. Phải nhìn lại tại sao tôi không tiến bộ. Chứ đừng mới ngồi đó mà ngồi mà tưởng tượng là tôi hành giả, hành thiệt gì đó. Nhưng mà thật ra đó là, cái đó là chỉ tưởng tượng. Nhưng mà cái quan trọng nhất, nếu thật sự mình có lòng tu thì phải để ý. Chứ còn phần lớn thì biết là tưởng tượng thôi. Cứ ngồi mà hình, cứ ngồi tự mình cho mình cái cảm giác mình là tôi đang ở biến điện mà. Tôi đang ở thiền viện mà, tôi đang là hành giả mà, trên đầu tôi có thiền sư mà, tôi có pháp môn đàng hoàng. Mình cứ tưởng như vậy mà thật ra đâu có tiếng. Là lý do là gì? Cái sự quan hệ tiếp xúc của mình, cái bối cảnh, môi trường, điều kiện sinh hoạt mình không thích hợp nha. Mình toàn sống, mình toàn tưởng tượng thôi. Ok, cái này quan trọng lắm. Muốn tu tập từ tâm, nó lìa xa những quan hệ không cần thiết. Thì tôi biết trong có nhiều người có lẽ không đồng ý với tôi, họ nói rằng lìa người khác, lìa xa chúng sanh thì lấy đối tượng đâu mà mình tu từ tâm. Tôi biết cái gì đó nữa, nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, tùy, mà cứ thử đi. Còn về cái kỹ thuật tu tập từ tâm thì vào coi trong thanh tịnh đạo, hoặc là tôi không có phải quảng cáo mà tôi cũng chỉ nói phớt thôi, tức là vừa rồi tôi vừa in cái quyển gọi là Triết Học Phật Giáo, nhưng mà thật ra đó trong đó có cái phần mà giảng về một số như thiền quán, thiền chỉ rất là kỹ. Nhớ cái đó, đặc biệt là cái quyển mà Triết Học A Tỳ Đàm. Tại sao tôi giới thiệu sách đó? Bởi vì tôi giới thiệu như là tôi chịu trách nhiệm 100% nha. Và thời gian sau này tôi không có đọc sách tiếng Việt nữa. Ở đây lý do rất đơn giản, tại bên đây sách bên đây nó nhiều quá đi, cho nên tôi chỉ giới thiệu được cái gì tôi biết rõ thôi.
thì cái đó đến người trong nước mình thì cái sách đi để giới thiệu là chắc ăn nhất nha. Thì cái quyển mà Triết Học A Di Đà với Phật Giáo mà vừa in là rất là đáng để mà quý vị để mắt. Đây nó không là tài liệu quý hiếm gì, bởi vì nếu mà gọi là tài liệu mà cốt lõi tinh hoa vũ trụ đó là ngài của ngài Hộ Pháp. Nhưng mà đang nói tôi nhớ cái gì tôi nói cái đó nha. Có thể có nhiều vị họ đọc bên kia họ thấy khô quá, cao quá thì có thể chạy qua bên đây. Ok, tiếp theo là một bài kinh nữa là bài kinh Không Chế Ngự Căn. Thì trong đây cũng không có giải thích nhiều, và trong đây có nói rằng cái này đã giảng rồi ở trong cái chương Chư Thiên nha, cái chương Chư Thiên. Cho nên ở đây tôi chỉ giảng sơ thôi. Cái này có rồi, các vị còn nhớ không? Đã học rồi. Tôi không biết là trong đây có vị nào mà làm một cái đề cương hay không ha. Đề cương những gì mình đã học có không? Kịp. Nếu quý vị muốn làm thì bây giờ còn kịp, tại bây giờ mình mới học có 9 chương thôi. Quý vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi xong luôn. Nếu bây giờ muốn làm là bây giờ còn kịp, chứ còn mà mai mốt mà nó nhiều quá rồi thì không còn kịp nữa. Yeah, mai mốt không còn kịp nữa nha. Và kinh này mình học rồi, có nghĩa là một số vị tỷ kheo sống chung với nhau, sống chung với nhau trong khu rừng, rồi thì thất niệm, đại khái như vậy, mình chỉ nói vắn tắt là thất niệm, rồi thì nói nhiều. Tôi muốn nói là một cái chuyện rất là thường thôi, nhưng mà bản thân tôi thì tôi cho đó là một trong những điều quan trọng bậc nhất. Hồi nãy có một điều mà tôi cho là quan trọng bậc nhất tôi đã nói ra rồi, đó là không thể nào mà muốn tu tập từ tâm mà không thể nào tôi thể tu tập từ tâm. Tôi nói theo kinh nghiệm của tôi ấy, mà sống gọi là va chạm cọ sát chung đụng với nhiều người là không được. Người thứ hai đã không được, đừng nói là người thứ ba nha. Trừ ra là có sự lựa chọn. Mà bây giờ qua bài kinh này tôi đã nói đến một cái tôi gọi là cái kinh nghiệm bằng vàng đó. Đó là không hiểu vì sao ở tuổi này tôi lại thấm thía cái chữ phím lùng. Phím lùng cả mỗi lứa tuổi tôi chú ý đến một chuyện. Nhưng hai năm nay là tôi chú ý nhiều cái chữ phím lùng. Đối với tôi đây là một cái đại tội. Dạ, phím lùng là một cái đại tội. Phím lùng này có nghĩa là mình tiếp xúc, mình trao đổi với người ta đó, bằng những đề tài mà coi như là nó không có liên quan gì tới Phật Pháp. Những đề tài mà nó làm cho mình nó là xuống tinh thần, những đề tài nó làm cho mình tự nhiên nóng nảy hơn hoặc là tham dục nhiều hơn, thì tôi cho rằng đây là một cái đại tội, một cái trọng tội, một cái trọng nghiệp rất là lớn. Ngày xưa tôi không có thấm như thế, nhưng bây giờ tôi thấm như thế. Bây giờ quý vị có tu học ghê gớm cỡ nào ha, mà chỉ cần quý vị mà tiếp xúc với thích phiến đường, thích chuyển đập tào lao đó, thì trong vòng 3 nốt nhạc quý vị rớt từ trên mây xuống địa sinh. Tôi hứa đó, cái này tôi bảo đảm nha. Quý vị có tu hành ghê gớm cách mấy chỉ miễn là còn phàm thôi nha, mà chỉ cần mà tiếp xúc có vẻ thích thú thì trong vòng 3 giây là rớt từ trên trời xuống đất, rớt xuống sình chứ phải rớt trên đất, rớt xuống thẳng xuống sình luôn, bởi vì nó cũng phàm tâm mà. Cái đề tài mà trò chuyện nó quan trọng, cho nên là tại sao tôi nhấn mạnh cái đó là bởi vì ở trong đây nói, trong bài kinh này nói, có nghĩa là có một số vị tỳ kheo sống trong rừng rồi lắm ồn ào, lắm lời thất niệm, cái đó quan trọng kinh khủng lắm. Có nghĩa là dầu mình có thương ai bằng trời đi nữa, nhưng mà phải để ý là cái người này khi họ ở gần mình họ nói cái gì, cái đó quan trọng dễ sợ. Và đừng coi thường là cái người này là dốt, đừng coi thường cái người này là học trò của mình, đừng coi thường là cái người này đó là không ra gì trong mắt mình. Sai. Vua là đứng đầu thiên hạ, vua là thiên tử, là con trời, nói từ ngày xưa. Nhưng mà các vị biết, một trong những người mà tác động cho vua nhiều nhất là thái giám, là mấy cung nữ. Nhiều khi thái giám và cung nữ họ tác động lên vua còn hơn cả hoàng hậu, hơn cả thái hậu, hơn cả những cái vị trọng thần trong triều. Tôi cho các vị biết là tại vì sao, là vì cái đám cung nữ, cái đám thái giám là cái đám mà thường xuyên là chung đụng gần gũi vua nhất. Mà cái con người mình khi nào mình kiêu ngạo cống cao, mình coi người ta là rác đất,
nhưng mà mình có khuynh hướng lây lan rất là dễ, rất là dễ nha. Cho nên tất cả những ai mình thương quý cả nào mà chỉ cần họ có cái khuynh hướng mà mê phím đựng thì bằng mọi giá phải nhấn nút lìa xa nha. Cái này rất là quan trọng. Cái bài kinh này là cái điểm đặc biệt mà tôi chú ý ở đây, đó là thất niệm và phím luận. Đặc biệt bài kinh này là thất niệm, thất niệm và phím luận. Dễ vui cỡ nào dễ vui, nhưng phải nhớ một chuyện, đó là hai cái chuyện này, hai chuyện cực kỳ quan trọng, rất là quan trọng. Mình gần chết rồi, thời gian qua nhanh vô cùng. Các vị biết rồi, một tuần tôi đi học 5 ngày mà có những bữa tôi làm biến lắm, tôi phải đếm. Cho nên bữa nay thứ năm rồi, mà chỉ còn học ngày thứ bảy nữa, ở bữa nay thứ sáu rồi, chỉ còn ngày thứ bảy nữa thôi, chỉ còn ngày thứ bảy nữa là mình sẽ được nghỉ hai ngày cuối tuần, tức là ngày ở bữa nay thứ sáu thì mình nghỉ được ngày thứ bảy chủ nhật, mừng lắm. Nhưng mà các vị biết cái chú ý đến ví dụ mình thứ bảy chủ nhật, tôi mới lại phát hiện ra một chuyện. Thời gian nó chỉ lê thê đối với người nào ở không, hoặc là người nào không có lý tưởng sống thôi, không có việc để làm. Thật ra nó qua vun vút. Tôi nhắc lại, tôi không có là hành giả, nhưng mà tôi có một cái điều mà tôi cho rằng tôi đã bỏ túi được, đó là cái niệm chết. Cái niệm chết là cái mà tôi rất là tâm đắc. Tức là chuyện gì, chuyện bao nhiêu chuyện phiền, bao nhiêu chuyện phiền mà muốn bỏ nó xuống thì cứ nhớ cái chết thôi. Đó là cách nhanh nhất, nhanh vô cùng. Nghĩ tới đó là cái gì nó cũng lắng xuống hết. Thì ok, tôi không có suối các vị làm cho tôi nha. Thì có người, mỗi người nó hợp một cái nha. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng cái mà hợp nhất là chết. Chỉ nghĩ tới cái chết là tôi nó lạnh như sống. Sợ chứ quý vị, sợ chứ. Tại vì từ chỗ nhà tôi, chỗ tôi đang ở hiện giờ mà bước ra nghĩa trang thì chỉ có, nếu mà đi bộ với tốc độ bình thường, không có nhanh không chậm, đi thông thả vậy đó, thì khoảng chừng 5 cho tới 7 phút. Có nghĩa là không có xa, không có xa. 5 cho tới 7 phút đi thông thả, đi tà, đừng, nhưng mà không có rề, không có rề cái kiểu mà người già người bệnh phải đi thông thả, không vội mà cũng không chậm á. Thì 5 cho tới 7 phút. Thì nghĩa trang bên đây nó làm lạ lắm, nó không có những cái nấm cao như mình, mà họ vô với đất xong xuôi rồi họ lấy một cái miếng đá họ để sát mặt đất như vậy đó. Rồi bên trên đó là miếng lớn, mà cái miếng nhỏ thì cái diện tích nó khoảng chừng cái gối kê đầu mình vậy đó. Rồi cái họ mới gắn cho nó hơi nghiêng nghiêng, tức là nguyên một cái phiến đá lớn thì nó nằm trải dọc theo cái quan tài, còn cái mộ bia nó chỉ là một cái phiến đá nhỏ bằng cái gối nằm, mà nhưng mà nó họ kê hơi nghiêng nghiêng. Nói chung mình nhìn từ xa mình tưởng là cái gối, mình nhìn cái miếng đá cẩm thạch mình cứ tưởng nó là cái tấm chiếu trải, rồi còn cái mộ bia cái gối nó ghi tên họ rồi xong, phủ vàng như vậy. Mà nguyên nghĩa trang mênh mông như vậy đó, là từ đầu đất tới cuối đất, một con chó, con mèo, một đứa bé nó bò trên đất mình cũng thấy, không có gì khuất lấp hết, nó thông thống vậy đó. Thì cứ mà nó đẹp lắm, cây cổ thụ rất là đẹp, những lối đi trồng hoa trải sổ rất là đẹp. Mà mình biết rõ là những cái kẻ đang nằm ở dưới đó, một thời là chủ những cái villa mà chung quanh mình biết chứ. Ở đây mình tự đứng trên chỗ chúng tôi nhìn qua là thấy biên giới của hai nước, Thụy Sĩ và Đức. Ôi sao cái gì đâu, rất là anh không nhìn hút quá. Nhưng mà bên đó là cái nghĩa trang, cho nên cái cách hay nhất là cứ nhớ. Ok. Tiếp theo là bài kinh Sen Hồng Sen Trắng. Kinh Sen Hồng Sen Trắng. Bài kinh rồi, kinh này là kinh cuối cùng. Bài kinh này đó ở trong tiếng Mali gọi là thật là mùi thơm nhỉ. Ganh thạch thi kẻ trộm. Đó. Mà thê đó là kẻ trộm, nhớ cái đó. Cũng giống như Phật tử mình đó, nhưng cứ lộn cái này nè. Một là casino, là casino. Hành thiền thì casino, mà ở ngoài đời là casino nha. Nhớ hai cái đó, cái casino. Ok, thì cái chữ này tôi thấy rất là thích. Chẳng hạn như trong một số bài viết của tôi đó, cái pháp danh tôi là Giác Nguyên. Nhưng mà có lúc tôi không có muốn để Giác Nguyên, mà tôi để là Duyên Ngát. Duyên Ngát là Giác Nguyên đó. Cho nên cái này là Duyên Ngát. Thì nó hơi tránh tả một chút.
À, nó hơi tặc cánh tả nhưng mà thú vị. À, tôi ký là như duyên ngát, duyên ngát là giả nguyên nó lá. Thì cái chữ này rất là hay, ganh thấp thế ra là kẻ trộm tình, kẻ trộm mùi hương. Kẻ trộm mùi hương thì cái vị tỳ kheo là đi đi bác về hả, đi bác về mà là thấy có cái hồ sen, thấy có cái hồ sen thì vị nó mới bước xuống để mà ngửi, chứ con không hái, hái bước xuống ngửi thôi, bước xuống ngửi hôm một cái mùi hương hoa sen như vậy đó. Rồi thì cái ông thọ thành á, ông trách, ông trong bụng cũng nghĩ thôi, trong bụng cũng nghĩ là cái hành động mà hưởng thụ này nè nó hơi thế tục, nó hơi thế tục. Đối với ông cái chuyện mà cúi ngửi một cái đóa hoa như vậy đó là một hành động thế tục, nó là một hành động hưởng thụ, không 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 đẹp đối với một vị sa môn. Thì mình thấy trong cư sĩ mình cũng vậy, có những người thì hơi khó khăn. Tôi biết ở thụy sĩ có một cái cô phật tử là cô lạ lắm, cô không có hoan hỷ khi mà cô thấy trong chùa, chùa Tích Lan ấy, mà có những cái món đồ đắt tiền. Nhưng có ai nó cúng như chùa một cái salon mà nó hơi đắt tiền, gọi là cô thấy ông sư đang móc cái phone ra mà cũng biết cái phone nó đắt tiền, mà biết cái đắt tiền không mình đâu có biết. Rồi cô thấy mà cái vị sư nào mà mang cái đôi giày mới, đôi dép mới, thí dụ như vậy, thí dụ như vậy, hoặc cái khăn quấn cổ mà nó hơi tốt tốt chút thì cô khó chịu. Không phải gọi ganh tị, nhưng mà cô có nói là đúng ra là theo con nghĩ em sư không nên xài những cái đồ đó. Nhưng mà các vị cũng thông cảm là nhiều khi cái bẫy là do mình bỏ tiền rồi cố ý mình đi mua, mình đi tìm kiếm, mình order, mình đặt hàng này, cái đó mình nên có người ta cho mình. Mà dĩ nhiên là một vị sư cũng nên cẩn thận là tránh dùng những cái đồ mà nó đặt tiền để người ta hiểu lầm, với người ta biết rằng cái đó là của đàn na mà ha. Chả như cách đây cũng lâu có một ông thầy ở miền Bắc mà chỉ vì cái hình ảnh mà ông cầm cái iPhone 6 đó mà coi như trúc lâm dậy sóng. Không biết các vị có biết chuyện đó không? Tức là cái chuyện ầm ĩ trên báo chí bây giờ đó. Các vị cứ vào online và cứ để là thầy đập hộp iPhone 6 đó là coi như là toàn thế giới luôn. Phải nói là toàn thế giới. À quên, còn chuyện quan trọng là tôi có nhờ trong nước phát hành cho tôi mấy cuốn sách. Rồi tôi không biết là vị nào đã, một người thật lòng mà cầu cái đạo bất tử, cầu cái đạo giải thoát ấy, thì cái nhu cầu càng ít càng tốt. Phải nói như vậy bởi vì mình sống càng lệ thuộc nhiều chừng nào thì cái khả năng an lạc của mình nó càng ít chuyện đó. Anh hãy cho tôi biết trong tủ của anh đựng cái gì, đựng bao nhiêu thì tôi sẽ biết rõ cái giá trị càng bị thu hẹp. Rồi nhu cầu tầm thường mà càng nhiều á thì cái nhu cầu cao cấp sẽ bị mất chỗ. Đó, nội dung mình kinh này có hai cái phải nhớ. Tức là càng lệ thuộc vào cái gì đó thì cái khả năng giải thoát của mình nó càng bị thu hẹp. Cứ nhớ bao nhiêu đó thôi. Cứ nhớ hai câu này giống như câu thần chú rồi đó. Tức là mình càng lệ thuộc nhiều cái cho thôi, như bây giờ thích xe đẹp, chỉ cần mình thích xe đẹp là mình biết mình đã mất đi một gốc trời giải thoát. Mình thích ăn mặc đẹp rồi mình biết liền là mình mất đi một gốc trời giải thoát. Mình biết liên lạc bạn bè, thích điện thoại, thích alo, thích email, thích Facebook, thích Viber, thích Tango, thích FaceTime, vân vân và vân vân. Cái hai mối là mình thích một cái là mình đi mất, mình bị mẻ một gốc tự tại. Tự tại nghĩa là giải thoát đó, freedom nhé. Mình cứ hả, mình thích một cái bị mẻ một gốc, cứ thích cái mẻ một gốc, tự động cứ nhớ như vậy. Cứ không có cần nghe ai nhắc nhở, mình cứ nhớ nhiều lắm. Em mình thích một cái bị mẻ một gốc vậy. Đó gọi là càng lệ thuộc thì khả năng giải thoát càng được bị thu hẹp. Thứ hai, cái nhu cầu tầm thường nó càng nhiều thì cái nhu cầu cao cấp nó sẽ bị mất chỗ. Ví dụ như bây giờ đó là mình càng thích vật chất thì nào thì mình phải hiểu ngầm là tinh thần của mình nó sẽ bị bỏ ngỏ, nó sẽ bị lầm lơ đi. Phải nói như vậy. Và phúc thay cho kẻ nào có khả năng an lạc với đời sống tinh thần tự thân. Và đáng thương thay cho cái kẻ nào không có khả năng an lạc với riêng mình. Mình phải nói như vậy. Mình phải nhìn nhận gì nữa. Phúc thay cho kẻ nào có thể an lạc với riêng mình một cách lành mạnh và hữu ích nha. Bởi vì cái nhu cầu vật chất của mình đó, nó nói cho cùng biết kiếp nào mới thỏa mãn. Thưa quý vị,
biết kiếp nào, dạ, biết kiếp nào, thích, nó liên tục hết cái này tới cái khác. Thí dụ như mình chỉ nói riêng cái khoảng mà gọi là Apple Production á, là hết cái này tới cái kia mà nó ra riết từ đây tới ngày mình 98 tuổi nó cũng chưa hết. Nó cứ ra liên tục. Tôi lạnh xương sống mà tôi nghĩ bây giờ mà tôi nhìn cái iPad mà tôi không có tưởng tượng nổi, mà phải nói tôi lạnh xương sống, tôi nghĩ biết 50 năm nữa thì nó sẽ ra tới cái gì nữa tôi không biết. Tôi chỉ biết mơ hồ là sẽ có một lúc người ta không có cần dùng cái keyboard giống như mình bây giờ nữa, không cần dùng cái bàn phím nữa, mà bàn phím sau này nó sẽ có lúc chỉ là ánh sáng thôi, ánh sáng nó rọi trên một cái mặt phẳng thì mình chỉ chạm tay vào những cái ánh sáng trên đó thì coi như mình đã chạm tay vào cái bàn phím đấy. Và cách đây không lâu, cách đây mới mấy hôm tôi đọc là sau này nó sẽ có cái xe tự hành, xe tự hành giống như xe tự động vậy đó, có nghĩa là tự nó đi. Tự nó đi có nghĩa là mình setup đó, ví dụ mình vô nó mình lên nó giống như cái GPS, cái navigator đó. Lên mình bấm mà mình bấm địa chỉ thôi, và số nhà là 118/72 đường Võ Tánh, quận mấy, Sài Gòn. Mình bấm vô xong xuôi rồi là tự động nó chạy. Nó chạy trên đường đó, nhưng mà có điều tôi nghĩ là ở nước ngoài chứ ở nước mình không nói, tại vì nước mình là bà con mình chạy ẩu á. Khi nào mọi người cùng dùng cái loại xe đó thì ok, còn nếu chỉ có một số người dùng thôi đó, thì cái máy nó đỡ không nổi. Bởi chính cái nhân vật mà đóng cái phim James Bond 007 hôm qua Việt Nam ở Hà Nội, khi mà ông sắp rời Việt Nam thì người ta phỏng vấn ông nghĩa chị, ông có ấn tượng gì nhất về Việt Nam? Ông nói là một trong những điều muốn kinh hoàng nhất và ấn tượng nhất đó là cái chuyện chạy xe của người Việt. Ông nói rằng trong phim ông lái xe, ông bắn súng, ông không sợ. Mà ở ngoài đời ông nói gặp cái dân Hà Nội, dân Sài Gòn nó chạy xe, ông nói ông tấu tâm mặt mũi, ông nói cái mặt ông nó tái mét. Cho nên ở tại Sài Gòn người ta ngoài cái đèn xanh đèn đỏ ra đó, người ta có một cách nữa là người ta nhìn mặt của cái người ngồi bên cạnh. Mà mình thấy người nó mà cái mặt tái là mình biết mình đã đang chạy nhanh. Để khi nào thấy người mình ngồi bên cạnh mình mà mặt đỏ là mình biết có thằng nào nó mới vừa chạy ẩu. Cứ như vậy thôi à. Nhìn mặt người hành khách là mình đoán được cái tốc độ xe và cái tình trạng hoàn cảnh của xe đang như thế nào trong lúc đó nha. Là phải nói là có đi xe ở Việt Nam thì mới biết thật sự xã hội mình còn 1 tỷ vấn đề, 1 tỷ với 1 triệu mà 1 tỷ vấn đề khác. Mình đang tiếp lưỡng rồi đó, nhưng mà nó cũng có liên quan chủ đề, có nghĩa là tôi nhắc lại thôi, đó là sẽ có một lúc đời sống nhân loại rất là văn minh, văn minh ghê gớm lắm, nhưng mà sao nếu đời sống của thằng mình nghèo quá thì cái văn minh kia nó chỉ đưa cho ta trở nên cô quạnh mà thôi. Cách đây cũng lâu lắm, chắc cũng hơn 10 năm, tôi có đọc một cái bài viết trên internet rất ngập ngùi, đó là con người bây giờ có khả năng đi rất xa và rất nhanh, nhưng chúng ta không còn thời gian để đến với nhau nữa. Rất là hay cái câu đó. Cái khả năng mà di chuyển của con người bây giờ rất nhanh và rất xa. Con người có thể đi rất xa và rất nhanh, nhưng không còn có khả năng đến với nhau nữa. Con người có khả năng lên trăng, nhưng mà không còn khả năng bước qua nhà hàng xóm. Con người có khả năng nói chuyện xuyên đại dương, nhưng chúng ta không còn có thời gian để mà về thăm mẹ, thăm cha, để mà dắt mặt nói chuyện trực tiếp. Chúng ta bây giờ có khả năng kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng chúng ta không còn có thời gian để mà rót cho mẹ, cho cha một ly nước. Một nguyên bài, một bài viết khoảng chừng 20-30 cái gạch đầu dòng như vậy mà tôi đọc tôi rất là xúc động. Chúng ta bây giờ có đủ thứ hết, nhưng chúng ta đã đánh mất rất là nhiều thứ. Và trong đó có một điều nữa, chúng ta bây giờ có thể đọc rất là nhiều thứ trên internet, nhưng mà chúng ta bắt đầu chán đọc và sợ đọc rồi. Bây giờ người ta gặp cuốn sách mà 200-300 là bắt đầu người ta lạnh xương sống rồi. Và Phật tử Việt Nam, khi tôi về tôi để ý, tôi thấy mấy người mà điều kiện họ khó khăn tôi thương, nhưng mà tôi vẫn thầm cầu nguyện là mong sao họ chỉ đủ ăn thôi, bệnh thì có thuốc, bệnh vô bệnh viện được, nhưng mà tôi không mong là họ giàu đến mức mà họ lười đọc sách. Bởi vì phải nói đó, tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn chủ trương là đem in sách ra giấy mà không thuần tí gửi trên internet. Tại sao? Là vì tôi biết cái lượng độc giả mà tôi nhắm tới đó, phần lớn là trong nước.
mà cái số người mà xài tablet, xài iPad, xài laptop mà gọn gọn thì cho đến bây giờ vẫn là một con số rất là ít, cái tỷ lệ rất là thấp. Và đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi từ 50 trở lên thì họ đi đâu họ lạnh cuốn sách trong người, họ nó tiện hơn là họ lạnh cái tablet, lạnh cái iPad trong người. Đó là trong nhận xét của tôi, chứ không phải ngẫu nhiên mà tôi không phải khơi khơi tôi nổi hứng mà tôi bán tôi lấy tiền tôi sống một tay, mà tôi có nghĩ đến chuyện đó. Cái đối tượng mà tôi nhắm tới phần lớn là người trong nước, và cho đến bây giờ đó thì phải nói là họ cũng còn trong nước, cũng còn có người thích đọc sách và thích đi đâu lạnh cuốn sách gối đầu, ra ngoài công viên bãi cỏ bờ hồ họ móc cuốn sách ra họ đọc được. Chỉ còn móc cái iPad ra nó bất tiện, là pin bảo bọng tùm lum hết, nó phiền lắm. Và theo tôi biết thì cái bây giờ nó vẫn là hạn chế cư gốc lắp ở trong nước, cái điều kiện về tài chính. Ok, để kết thúc bài thì kinh ở đây, đó là cái vị thọ thần ở đây là một người hơi khắt khe. Tuy nhiên cái hay của bài kinh này nằm ở điểm đó là tôi đã thu gọn như hai cái rồi. Một là chúng ta càng sống lệ thuộc nhiều chừng nào thì khả năng giải thoát của mình càng hạn chế từng đó. Thứ hai, nhu cầu thấp mà nó càng nhiều thì cái nhu cầu cao nó càng bị mất chỗ. Đó là hai cái câu mà quý vị phải nhớ, bắt buộc phải nhớ khi khép lại chương này. Và xin chào quý vị, hẹn lại tuần sau hả? Tuần sau mình sẽ học tiếp cái chương gì quên mất rồi. Hãy nói chuyện sao và xin đảnh lễ chư tôn đức.